Rồi, như là anh Phan Anh vào rồi đúng không? Rồi, cô sẽ giới thiệu các bạn là hôm nay cô có mời anh Phan Anh ha. Ảnh sẽ đến để chia sẻ các bạn học đang học môn lập trình giao diện về cách để các bạn triển khai một cái phần mềm ứng dụng. Và ảnh sẽ giới thiệu một số công nghệ mới để các bạn nắm kiến thức trước để mình có thể là gì? Mình học thêm các cái kỹ thuật liên quan để sau này mình triển khai các phần mềm ứng dụng được rõ hơn. Thì tí nữa anh Phan Anh sẽ trình bày về những cái vấn đề liên quan. Thì trong khi sau khi ảnh trình bày xong thì các em có hoặc là trong quá trình ảnh trình bày các em có cần thêm những thông tin gì thì các em hỏi thêm ha. Bên phía anh Phan Anh khi anh đang trình bày giùm cô. Rồi bây giờ thì sẽ chuyển lại cái phần trình bày cho Phan Anh ha. Phan Anh em chia sẻ màn hình để trình bày trước lớp ha. Anh ơi. Phan Anh đang chia sẻ màn Chị hình Trang, được em sẽ không? quyền cho em với chị Trang. Em không có quyền xem màn hình. Ừ rồi, Dạ chị nghe cái em gì giờ quyền. em chia sẻ màn hình để em báo cáo với các bạn ha. Hello. Nghe nghe, em nghe được không? Nghe không Phan Anh? Các bạn nghe được cô nói không các bạn? Dạ nghe ạ. À, vậy chắc là chờ bên chắc bên bên chỗ anh Phan Anh. Phan Anh nghe không Phan Anh? Là ở bên chỗ anh Phan Anh có vấn đề về sóng, các bạn chờ tí để cô liên hệ lại với ảnh ha. Các bạn có biết anh Phan Anh này không? Công ty Fastboy Marketing này cũng nổi tiếng lắm nè, các bạn có biết không? Có làm quen, có tìm hiểu trước chưa? Đúng rồi, anh Vương Đình Quốc Phạm nổi tiếng trên YouTube nè. Hay là anh Phan Anh đang làm ở công ty đó. Hello chị Ừ, Trang. em nghe được chưa Phan Anh? Hello. Alo, Phan Anh nghe được không? Alo, hình như là Dạ chị nghe em không? em nghe được chị Dạ em nói nghe được không? À rồi, giờ Phan Anh Dạ em nghe. Phan Anh chia sẻ màn hình bên Phan Anh Dạ em để nghe được. trình bày cho các bạn ha.
sau đây mạng em mới vừa bị rớt nên hơi bị Rồi, chậm. không sao. Dạ. Các bạn cũng vào, đang vào nên 1 2 phút không sao đâu Phan Anh. Rồi, bây giờ thì anh Phan Anh sẽ trình bày cái vấn đề, cái buổi hội thảo hôm nay với các bạn ha. Cô sẽ để lại cái phần trình bày cho anh Phan Anh. Thì trong quá trình anh Phan Anh trình bày, các em có những câu hỏi nào thì các em có thể đặt câu hỏi trực tiếp với anh Phan Anh ha. Rồi, Phan Anh em trình bày cái phần nội dung hôm nay ha. Rồi, xin chào các bạn. Dạ. Xin chào các bạn. Thì hôm nay thì mình rất là vui mừng được cô Trang giới thiệu tới buổi hôm nay để mà chia sẻ một cái chủ đề về lập trình những cái ứng dụng hiện đại với Azure. Thì đầu tiên thì mình giới thiệu sơ về bản thân mình ha. Thì mình tên là Phan Anh. Thì mình là software, hiện tại thì mình đang làm việc ở công ty phát marketing ở Mỹ. Thì cái role mình là software developer. Thì hiện tại thì mình đã làm việc trong cái lĩnh vực này khoảng 10 năm. Thì mình làm ở nhiều cái thị trường khác nhau như ở Mỹ, ở Nhật Bản, Việt Nam. Thì cũng rất là may là mình trong cái quá trình làm thì mình cũng có nhiều cái cơ hội mình được làm nhiều thứ, ví dụ như là front end, back end, rồi DevOps, rồi technical lead, rồi thậm chí là cả mình làm cả IT manager nữa, rồi và cả tester nữa. Thì vì mình làm nhiều thứ nên là cũng mỗi thứ thì mình cũng biết được chút chút, nên là cái mình cũng có được một cái overview khá là tốt về cái lĩnh vực về software. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ những cái kiến thức mình có được với các bạn. Thì trên cái link này mình có cái LinkedIn của mình, thì các bạn có thể connect với mình qua cái link này ha. Thì trước khi mình bước vô cái chủ đề chính của ngày nay á, thì thực sự thì lúc mà mình chọn cái topic này á, để mà giới thiệu với các bạn á, thì mình cũng nghĩ nó khá là đơn giản. Nhưng mà khi mà mình ngồi mình soạn cái slide để mình trình bày các bạn á, mình thấy là cũng có nhiều cái kiến thức, nhiều cái term mà đối với các bạn mà mới ra đang đi học như các bạn thì sẽ có nhiều cái sẽ rất là xa lạ. Cho nên trong quá trình mình trình bày á, mà các bạn mà có bất cứ cái câu hỏi nào thì cứ việc hỏi mình ha. Có gì ví dụ như có những cái khái niệm nào mình nói mà các bạn chưa hiểu hoặc là chưa 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 bao giờ biết ấy, thì các bạn cứ mạnh dạn hỏi mình thì mình sẽ chia sẻ liền luôn. Thì mình sẽ cố gắng giải thích làm sao cho các bạn hiểu được những cái thơm, những cái khái niệm đó. Thì cái nội dung của buổi hôm nay á, thì mình sẽ trình bày thì gồm đầu tiên á, mình sẽ nói về BASIC, thì nó là một phần trong Cloud Computing. Rồi cái phần thứ hai thì mình sẽ nói về Azure ha. Thì Azure là cái nội dung chính của buổi hôm nay. Sử dụng đó là cái app service, sẽ nói sau cái phần này. Rồi phần mình sẽ trợ xung quanh cái phần app service để các bạn hiểu build được những cái sản phẩm thực tế của mình. Rồi cái phần thứ tư thì mình sẽ nói về phần migration. Thì trước trước đây thì các app, những cái ứng dụng, những cái website mà của mình á, thì mình sẽ chạy trên cái môi trường on-premise. Thì bây giờ khi mình chuyển sang Azure thì ngoài cái chuyện mà mình phát triển sản phẩm mới, thì với những cái sản phẩm hiện có thì mình migration nó lên như thế nào, thì mình sẽ nói một chút về phần này. Phần tiếp theo thì mình sẽ nói về những cái use case trong những khách hàng thực tế mà đang sử dụng cái Azure này. Rồi cái phần trọng tâm là mình sẽ demo cho các bạn, mình sẽ build cho bạn một cái app chạy trên Azure, một cái web app đơn giản thôi. Mình sẽ chạy trên hai cái công nghệ, là một cái là Microsoft.NET và cái hai là Node.js. Và cái phần cuối cùng là phần Q&A. Thì trong cái quá trình mình nói á, thì cứ các bạn cứ mỗi sau một phần nhỏ thì mình sẽ dừng lại một chút cho các bạn đặt câu hỏi ha.
chứ mình không đợi tới cuối giờ mới đặt câu hỏi. Cái phần Q&A cuối cùng thì mình sẽ dành để cho các bạn để hỏi mình cái câu hỏi nào đó liên quan, có thể là không liên quan tới cái topic này cũng được. Thì có những cái gì mình biết thì mình sẽ chia sẻ với các bạn. Rồi. Thì hiện tại đó, thì ngày nay đó, khi mình phát triển những cái ứng dụng ví dụ như là web application hay là mobile application thì cái yêu cầu mà con người sử dụng hiện tại thì họ ngày càng cao. Ví dụ như là về cái tốc độ đi, cái bit đi. Thì theo một cái khảo sát của cái này là khảo sát thì nội bộ của Microsoft thì họ khảo sát trên những cái khách hàng sử dụng thì họ thấy là có 79% là khách hàng sẽ không bao giờ quay trở lại những cái website nào mà có cái tốc độ tải chậm. Ví dụ như mình lốt một website lên mình đợi hoài nó mới lên được cái website. Thì đối với những trường hợp đó thì khách hàng sẽ không bao giờ quay trở lại. Cái thứ hai là cái phần về personality thì ví dụ như là mình vô một website rồi sau rồi ngày hôm sau mình lại vô lại website đó mà một lần vô mình phải input lại những thông tin cho cái website đó hoặc cho cái app đó thì theo một khảo sát thì có 38% là họ sẽ không có quay trở lại nữa. Rồi cái phần thứ ba là cái tiêu chí thứ ba là phần ROI device thì có 65% khách hàng họ sẽ cảm thấy rất là bực bội khi mà họ có một cái trải nghiệm về người dùng mà không nhất quán. Ví dụ khi mình dùng trên cái mobile device, lúc khi mình dùng trên cái laptop của mình access cho bằng web chẳng hạn, thì mỗi cái nó lại cung cấp một cái experience, một cái trải nghiệm mà nó không có đồng nhất với nhau, thì cái người dùng rất khó chịu. Nếu khoảng 65% theo khảo sát thì cái người dùng họ sẽ không có, họ sẽ cảm thấy rất khó chịu với những sản phẩm như vậy. Thì với ba cái tiêu chí mà lúc nãy mình vừa mới chia sẻ thì làm thế nào mình đáp ứng được ba cái tiêu chí này thì mình sẽ dùng hàng Microsoft Azure. Thì Microsoft Azure nó sẽ cung cấp cho mình ba cái tiêu chí để mình giải quyết ba vấn đề. Thứ nhất á, nó sẽ cung cấp cho mình một cái cloud platform mà ở đó mình nó có thể scalable được. Ví dụ như là khi mình build một cái app hay một cái web app này, thì ban đầu mình mới build thì ví dụ có cái tập khách hàng nhỏ khoảng 1.000 người thì cái tốc độ load hay tải trang hay là load này nọ thì rất là nhanh, nhưng mà sau ngày càng build mình scale up càng ngày càng lên, ví dụ mình lên 10.000, lên 100.000, lên 1 triệu khách hàng như vậy thì cái hệ thống mình nếu mà mình không làm tốt ngay từ đầu thì cứ mỗi qua một thời gian càng ngày cái tốc độ càng chậm đi khi mà cái lượng người dùng tăng lên mà mình không thể scale theo. Thì Azure nó sẽ cung cấp cho mình một cái platform, một cloud platform để giải quyết vấn đề đó, là mình có 1.000 khách hàng hay 1 triệu khách hàng thì cái trải nghiệm người dùng, cái tốc độ, cái xử lý của performance nó vẫn sẽ đảm bảo được, nó sẽ không thay đổi. Cái thứ hai là Microsoft Azure thì sẽ cung cấp thêm cho mình một cái nền tảng về data driven, có nghĩa là khi mình nó sẽ có những cái service, những cái phụ trợ cho mình để mình có thể mình thu thập cái thông tin của khách hàng, thu thập cái trải nghiệm người dùng để mình đáp ứng được những cái yêu cầu cao, ngày càng cao. Ví dụ như là mình build một cái sản phẩm cho một cái web app đi, cho một cái người lớn tuổi, thì cái những người lớn tuổi thì họ sẽ có những thao tác nó khác với lại cái những cái người trẻ tuổi như vậy. Thì nếu mình có được cái nguồn data và mình thu thập được nguồn data rồi phân tích được thì mình sẽ có thể customize lại cái experience, cái UI UX làm sao cho phù hợp với từng cái đối tượng. Và cái thứ ba là cái platform, thì như nãy mình có nói rồi đó, thì mình có thể build một cái hệ thống mà có thể chạy được trên một cái thiết bị di động, ví dụ như là một cái điện thoại iPhone ha, hay mình chạy trên một cái website, một cái laptop thì nó đều cung cấp một cái trải nghiệm tương đồng với nhau. Thì đây là ba cái vấn đề mà Microsoft Azure sẽ giúp cho mình giải quyết những cái khó khăn khi mình build một cái ứng dụng, một cái web app hay một mobile app hiện đại. Rồi tiếp theo thì mình sẽ nói về cái mô hình ha. Cái mô hình đây là các bạn thấy ở bên trái nè, cái cột bên trái là cột Ultimate. Thì Ultimate là gì? Là trước trước giờ ngày xưa luôn, khi mình build một cái website, một web app đây ha, thì mình sẽ phải cover hết tất cả những cái phần, ví dụ như phần networking nè, mình phải có hình hệ thống, có hình mạng, rồi mình phải lo về vấn đề về storage, lưu trữ file như thế nào ha,
rồi lo về vấn đề server, cái máy chủ á, tức là mình phải chạy những máy chủ Windows, máy chủ Linux chẳng hạn. Rồi vấn đề về ảo hóa ha, virtualization thì ví dụ như mình chọn cái công nghệ ảo hóa nào, rồi mình phải lo về vấn đề như operating system, ví dụ như là Windows nè, Linux nè, rồi middleware nè, những ví dụ như là mình chạy trên Windows thì mình thường mình chạy mình phải có những cái driver tương ứng nè, rồi runtime. Ví dụ như mình chọn một cái công nghệ là Microsoft.net đi, thì mình cần phải có cái .NET Framework nè. Mình chọn Java thì mình cần phải có cái GTK nè. Rồi tương tự, mình phải quản lý vấn đề về data, mình phải build những hệ thống database. Và cuối cùng thì mình mới giải quyết vấn đề là cái application của mình. Thì ngày xưa thì cái mô hình truyền thống đó, on premise đó, thì mình phải build up tất cả những thứ này. Thì hồi xưa thì lúc mà Phan làm cái công ty cũ Phan, công ty ở Nhật á, thì bên mình thì tự tự build hết toàn bộ những hệ thống như thế này và phải chia ra rất là nhiều cái bộ phận, có một cái những cái bộ phận như bộ phận là IT bên dưới thì họ phải cover những vấn đề network, về server, về ảo hóa, rồi operating system. Thì cái team Phan làm thì ra nó chỉ cover có một hai cái tầng phía trên này thôi, cái tầng data application. Rồi bên phải cái on-premise á, thì nó lại liên quan tới cloud computing, tức là những cái công nghệ mới sau này á, thì nó gọi là cloud computing, có nghĩa là mình sẽ giao cái vấn đề vận hành, ví dụ như là về IaaS ha, IaaS viết tắt của chữ Infrastructure as a Service, có nghĩa là tất cả những thứ nào liên quan tới infrastructure, liên quan tới hạ tầng thì mình sẽ giao cho một cái nhà cung cấp, một cái nhà provider. Mình là cái người developer thì mình chỉ có quan tâm đến những cái phần phía trên thôi. Ví dụ như ở đây có màu xanh nè, là mình đang nói là những cái service này mình sẽ giao cho một cái provider, cụ thể là trong trường hợp này Azure là mình giao cho công ty Microsoft ha. Tương tự thì những cái service provider, cloud provider khác, ví dụ như là AWS hay Google Cloud thì họ cũng tương tự, họ cũng có những mô hình tương tự y chang như vậy. Thì ví dụ như về infrastructure thì mình sẽ giao cái phần về networking, về storage, về server, về ảo hóa cho nhà provider, và cái công ty mình, cái team của team phát triển thì sẽ tập trung vô cái phần còn lại. Ở phần này các bạn có câu hỏi nào không? Các bạn này có câu hỏi nào cho mình trong cái phần vừa nói không? Nếu không mình sẽ trình bày tiếp ha. Trong từng phần khi mà anh Phan Anh đã trình bày ấy, thì có những vấn đề nào các em có thắc mắc thì các em cứ hỏi trực tiếp anh Phan Anh ha. Rồi mình nếu có câu hỏi thì mình sẽ tiếp qua cái phần tiếp theo. Mình sẽ nói về cái PaaS. PaaS là viết tắt của chữ Platform as a Service. Thế thì cái này nó sẽ cái nhà cung cấp provider, ví dụ như cụ thể đây là Microsoft Azure, thì họ sẽ cover thêm cho mình cái phần về operating system, về middleware, về runtime. Ví dụ như mình triển khai một cái app chạy trên cái công nghệ là Microsoft.net chẳng hạn, thì mình sẽ không cần phải cover tới vấn đề mình phải
quản lý một cái hệ hành Windows như thế nào, quản lý những cái driver, quản lý những cái .NET thân thuộc như thế nào. Toàn bộ những thứ đó mình sẽ giao cho Microsoft. Tương tự ví dụ như trên Java chẳng hạn, trên Java thì mình sẽ không cần quản lý những đề về những cái SDK chẳng hạn, rồi những cái framework chẳng hạn. Mình chỉ tập trung vô cái phần là về data và application thôi. Tiếp theo là cái phần còn lại của cloud computing là cái phần SaaS, viết tắt là software as a service. Thì cái này á là những cái phần mềm. Nói chung là nó sẽ cover hết toàn bộ những thứ, những cái nhà cung cấp dịch vụ họ sẽ cung cấp hết tất cả những thứ mà cần thiết trong cái ứng dụng và mình chỉ việc sử dụng thôi. Thì với vai trò là người phát triển thì mình sẽ không không có đi vào cái phần software as a service thôi. Mình sẽ nói về cái phần là platform as a service thôi. Thì như các bạn thấy á, là cái phần về platform as a service BAS á, thì cái nhà cung cấp provider, cloud provider thì họ là cover hết tất cả mọi thứ cho mình à. Mình chỉ quan tâm tới hai thứ duy nhất thôi là data và application. Data là những thứ mà mình lưu trữ, những thông tin mình cần lưu trữ, hệ thống mình cần lưu trữ. Và cái hai là cái application là những cái logic mà mình xử lý. Thì vì mình tập trung, mình chỉ focus vào hai cái thứ là data và application, cho nên là khi mình sử dụng cái platform as a service đó, thì mình có thể theo đây là một cái thống kê của Microsoft từ những khách hàng mà sử dụng cái service của họ thì có mình có thể tiết kiệm được 80% cái thời gian dành cho cái vấn đề về IT. IT có nghĩa là những cái vấn đề một cái người quản trị về hệ thống, họ phải quản lý về hệ thống server, hạ tầng, network này nọ. Rồi về cái phần mà triển khai cái sản phẩm thì như các bạn biết á, thì ví dụ một cái web app đi, một cái web app thì sau khi mình build xong á thì mình phải deploy lên những cái hệ thống để cho khách hàng mình sử dụng được. Thì cái phần deploy này cũng tùy theo cái mức độ phức tạp của những cái sản phẩm, nhưng mà nó cũng chiếm khoảng thời gian rất là nhiều trong cái công việc mà triển khai cái sản phẩm. Thì nếu mình dùng những cái platform as a service này thì mình có thể tiết kiệm được đến 50% cái thời gian. Và về mức độ hiệu quả của đầu tư đó, thì khi mình sử dụng platform as a service đó, thì mình sẽ tiết kiệm rất là nhiều cái thời gian. Thì thời gian có nghĩa là mình tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Bảo hiểm khi mình đầu tư mình sử dụng cái platform as a service đó, thì mình có thể tăng cái hiệu quả đầu tư mình lên tới 466%. Thì đây là những cái con số thống kê của Microsoft từ khách hàng sử dụng cái dịch vụ cloud của họ. Rồi tiếp theo thì hồi nãy mình có nói, giới thiệu với các bạn nè là IaaS nè, PaaS nè. Thì ở đây mình sẽ nói detail hơn, là mình sẽ nói chi tiết hơn là nó sẽ có những thứ khác nữa. Ví dụ là những khái niệm khác như là CAS nghĩa là Container as a Service, rồi FAS nghĩa là Function as a Service. Thì nó thường cái này có hay có từ chuyên môn gọi là Serverless. Thì ứng với mọi thứ thì nó sẽ có những cái thử thách riêng ha, những cái khó khăn riêng. Ví dụ như về IaaS á, thì những cái khó khăn của nó sẽ liên quan đến vấn đề về mình phải quản lý vấn đề về patching, về management, về deployment. Tại như cái này nhìn hồi nãy mình có giới thiệu bạn trong cái chồng là mình phải cái người kinh phát triển cái sản phẩm mà dựa trên IaaS á, mình phải cover hết những cái vấn đề như là operating system, middleware, runtime. Nhưng mà điểm mạnh của nó là mình có thể control được những cái hệ thống VM của mình. Có một cái nó nằm ở giữa giữa cái phần là IaaS và PaaS, là cái CaaS này. Đó là cái container platform. Hiện tại thì một số cái sản phẩm, một số cái hệ thống backend của những cái web app hoặc là cái mobile app hiện đại mà dành những doanh nghiệp lớn á, thì họ thường họ build theo cái kiểu là microservice. Microservice á, thì họ sẽ build mỗi cái service, họ sẽ chạy mỗi cái service đó trên một container. Cái này thì chắc là hơi đi sâu vô rồi, mình
sẽ lướt qua. Đấy, cái này chắc là mình nói thì nó hơi hơi các bạn sẽ hơi khó hiểu. Thì đại loại là cái CS thì nó sẽ nằm giữa cái AES và cái BAS. Rồi mình sẽ nói tiếp về cái BAS này, thì cái challenge của nó là nó sẽ giới hạn cái môi trường thực thi của mình. Ví dụ khi mình chọn một cái BAS mà chạy cho những cái service chạy cho Microsoft đi, Microsoft.net đi, thì mình sẽ không thể chạy được những cái trên cùng cái service đó, thì mình sẽ không chạy được những cái công nghệ khác, ví dụ như công nghệ của Java, công nghệ ví dụ Node.js chẳng hạn, nên nó sẽ bị giới hạn cái môi trường thực thi của mình. Còn một cái giải pháp nữa là FAS, nó là Function as a Service, hay gọi là Servlet. Thì cái này á, nó cái này thì đơn giản là nó sẽ cùng cái những cái cloud provider họ sẽ cung cấp mình cho một cái hệ thống để mình thực hiện, mình sẽ viết những cái tùy theo cái ngôn ngữ, họ sẽ cung cấp rất nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau, nhưng mà mình chỉ cần viết ra những cái hàm, những cái function xử lý, ví dụ như là mình có một cái hàm để đọc dữ liệu hệ, thì mình chỉ cần viết cái logic của cái hàm đọc dữ liệu thôi, còn cái việc mà triển khai cái hàm, deploy cái hàm lên đó, thì sẽ do cái nhà provider cung cấp. Thì hai cái đầu á, như bạn thấy ở đây á, thì nếu mà càng đi về cái hướng về infrastructure as a service á, thì mình sẽ có nhiều cái control hơn, mình control được cái hệ thống của mình nhiều hơn, nhưng mà bù lại thì cái tốc độ phát triển và deploy cái sản phẩm mình nó sẽ chậm lại. Ngược lại, nếu mình đi về cái hướng bên phải nè, cái hướng về BAS và FAS này, thì mình sẽ ít cái control được cái môi trường sản phẩm của mình, nhưng mà bù lại thì khi mình phát triển phần mềm hay deploy sẽ rất là nhanh. Thì cái này tùy theo cái giải pháp, tùy theo cái logic, tùy theo cái business của mình, thì mình sẽ chọn những cái giải pháp tương ứng. Cái phần trước này các bạn có hỏi, có câu hỏi nào không? À, nếu không có thì mình sẽ đi tiếp ha. Rồi, mình sẽ nói thêm về cái đi sâu hơn về cái BS này. Thì cụ thể BS á, thì của Microsoft Azure thì nó sẽ có rất là nhiều cái service trong đó. Và cái mà phổ biến mà mọi người thường hay dùng nhất á, là cái Azure App Service. Thì cái này nó sẽ cung cấp cho một cái giải pháp để mình build và chuyển build và mình triển khai, mình phát triển và mình triển khai một cái sản phẩm như web app hay mobile app nọ của mình với một cái tốc độ rất là nhanh. Thì nó có những cái lợi điểm nào? Thứ nhất á, là mình chỉ cần focus vô, như hồi nãy các bạn thấy á, là cái BS á, là mình chỉ cần cover vô hai cái vấn đề là gì? Data và application thôi. Thì khi mình sử dụng những cái service như thế này á, mình chỉ focus vô cái việc build những functionality, những cái tính năng sản phẩm của mình. Rồi, cái thứ hai á, là mình có thể chọn được những cái framework hoặc những cái công nghệ, cái stack phù hợp với lại cái khả năng của mình. Ví dụ mình làm về .NET, mình học về .NET đi, mình sẽ chọn Microsoft .NET framework. Rồi mình làm về Java thì mình chỉ cần chọn cái stack về Java, làm về Node.js, rồi làm PHP chẳng hạn, thì tùy. Nói chung là cái đó tùy mình, mà mình không cần phải, nó sẽ không hạn chế mình mà mình chỉ làm được một công nghệ này hay một công nghệ khác. Rồi cái thứ ba là cái sản phẩm của mình chạy thì nó sẽ được đảm bảo, nó sẽ được cái nhà cung cấp cloud provider này, nó sẽ đảm bảo cho mình cái về cái performance, về cái tính ổn định của cái sản phẩm của mình. Thì đây là một số cái con số nhỏ thống kê về những cái
cái số lượng về khách hàng và cái đang sử dụng cái hệ thống Microsoft Azure. Thì hiện tại có khoảng hơn 550.000 cái khách hàng. Cái active customer này có nghĩa là những cái công ty nha các bạn, không phải là cái người dùng cuối đâu. Đó là những cái công ty doanh nghiệp nào họ đang sử dụng. Thì có hơn 550.000 công ty và doanh nghiệp đang sử dụng. Hiện tại có hơn 2 triệu app và website được host trên cái nền tảng là Microsoft Azure. Và mỗi ngày thì có khoảng hơn 25 tỷ request gửi tới cái hệ thống này. Thì đây là một số cái nhãn hàng khá là lớn họ cũng sử dụng hệ thống này. Ví dụ như có Pizza Hut này, Pizza Hut thì các bạn cũng chắc là quen thuộc. Còn lại những cái tên tuổi khi đa phần là ở Mỹ không? Rồi, bây giờ thì mình sẽ nói detail về cái phần Microsoft Azure App Service. Cái này là gì? Thì Microsoft App Service sẽ giúp cho mình tạo ra một cái web app được quản lý trên cái nền tảng cloud computing của Microsoft. Thì khi mình sử dụng Microsoft Azure App Service đó, thì cái điểm mang lại lợi ích đầu tiên của mình đó là cái high productivity cho tức là một cái hiệu suất cao dành cho cả người dev và người ops. Dev là cái người phát triển, là các bạn lập trình viên nè. Tức là operation là những cái người bạn vận hành những cái hệ thống sau khi mà đã được triển khai lên. Thì high productivity gồm những gì? Mình có thể chọn được những cái nền tảng, những cái nền tảng ví dụ .NET, Node.js, Java, PHP chẳng hạn. Thì tùy theo cái khả năng của mình quen thuộc với cái công nghệ nào mình sẽ chọn công nghệ đó. Rồi mình sẽ deploy được trên những cái hệ thống thể là Windows, Linux, thì cái này mình sẽ tùy chọn được. Rồi nó hỗ trợ cho mình cái hiệu suất cao cho cái việc deployment và patching những sản phẩm, những cái bản patching của mình. Rồi testing. Rồi cái điểm mạnh thứ hai của App Service đó là nó cung cấp một cái fully managed. Có nghĩa là gì? Fully managed có nghĩa là gì? Là toàn bộ cái hệ thống của mình sẽ được quản lý bởi Microsoft Azure. Mình sẽ không phải cover những cái vấn đề như là auto scale, load balancing. Thì ví dụ như cái hệ thống của mình khi mình tăng số lượng người dùng lên, tăng cái lượng tải lên thì tự động cái hệ thống của Microsoft họ sẽ tự động scale up lên cho mình. Mình không phải cover vấn đề này. Rồi vấn đề như high availability, ví dụ như là mình không phải câu lo vấn đề, ví dụ như là hiện tại ở bên Mỹ mình á, thì ví dụ như là có một cơn bão rất là lớn ở cái bang cái bên cạnh mình là bang Louisiana, thì nếu như mình build một hệ thống in-house á, thì ví dụ như cái hệ thống những thiên tai chẳng hạn như vậy mà mình ví dụ cúp điện chẳng hạn, thì toàn bộ khách hàng của mình ở những nơi khác sẽ không xài được. Thì khi mình sử dụng những cái service như thế này á, thì nó sẽ có cái gọi là cái network rất là lớn, nó sẽ gộp nhiều cái data center ở nhiều nơi, một cái nơi nào đó bị mất điện chẳng hạn, thì nó sẽ có cơ chế là backup để chạy host lại được cái sản phẩm mình chạy trên một cái data center ở một cái nơi khác. Thế này gọi là high availability. Rồi mình sẽ giảm được cái cost quản lý ha. Ví dụ mình phải thay vì mình phải build này, thuê một cái ông về IT ha, để quản lý cái hệ thống server mình ít nhất vậy. Thì nếu mình dùng cái service này thì mình không cần phải thuê ổng nữa. Rồi mình cung cấp luôn những giải pháp như backup recovery. Rồi cái điểm ưu điểm thứ ba là về cái sản phẩm của mình là chạy trên một cái nền tảng mình đạt chuẩn doanh nghiệp ha. Ví dụ như ở Việt Nam mình, ví dụ mình mới là một cái startup, mình build một cái sản phẩm startup thì mình đâu có nhiều tiền đâu, thì mình mua những hệ thống server rẻ tiền chẳng hạn, thì chạy không biết lúc nào bị lỗi chẳng hạn. Thì khi dùng những service như này á, thì mình sẽ sử dụng cái đạt chuẩn doanh nghiệp. Thì một doanh nghiệp ở Mỹ hay một doanh nghiệp ở Việt Nam hay một doanh nghiệp ở Nhật Bản chẳng hạn, thì họ vẫn xài chung một cái hạ tầng như vậy. Rồi nó ngoài ra nó đảm bảo vấn đề về security chẳng hạn.
Rồi bây giờ mình sẽ coi là mình sẽ trong cái web Azure App Service này nha, thì mình sẽ phải làm được những gì. Thì Microsoft Azure App Service đó, thì nó sẽ cung cấp cho mình có hai cái tùy chọn là về OS Operating System hiệu hành đó. Mình hãy chọn là Windows hoặc là Linux. Rồi mình có thể chọn là mình triển khai trên một cái container hay không. Thì container có nhiều cái tool khác nhau. Và hiện tại phổ biến nhất là cái Docker. Không biết các bạn nào nghe có nghe bao giờ nghe về khái niệm Docker chưa? Hiện tại cái này gần như là rất nhiều doanh nghiệp giờ bên ngoài họ sử dụng cái này. Rồi. Này khi các em làm luận văn đó, thì cũng có nhiều em chọn chuyện chọn cái Docker, không biết các em đang học năm 2 thì các em đã nghe đến Docker chưa? Các em có câu hỏi nào, ví dụ các em biết Docker là gì thì các em có thể hỏi anh Phan Anh sẽ trình bày cái phần đó để các bạn nắm cái quy trình này rất là thiết thực nè, nên các bạn cố gắng các bạn theo nắm rõ những cái anh Phan đang trình bày giùm cô ha. Cái nào mình không biết đó, mình cũng hỏi luôn, ví dụ mình không biết Docker là gì mình hỏi ảnh luôn ha. Rồi, Phan Anh trình bày tiếp đi. Tại vì cái này khi mình làm mình đi làm cũng khá nhiều nhiều năm rồi, nên cho những cái khái niệm này nhiều khi mình cũng quen thuộc quá rồi, nên nhiều khi mình cũng hình dung là các bạn cũng hiểu, cho nên là nếu mà bạn không có gì mà không biết các bạn cứ hỏi mình ha. Rồi thì về container có nghĩa là đơn giản á, cái mình sẽ nói detail hơn một chút ha. Thì ngày xưa là ví dụ như một cái máy tính của mình build ra một cái VM, một cái máy ảo á, thì nó sẽ độc lập với nhau luôn. Mọi thứ sẽ độc lập với nhau. Ví dụ mình có một cái VM A với một cái VM B chẳng hạn, thì hai cái VM nó sẽ hoạt động độc lập với nhau. Ví dụ như mình sẽ phân cấp cho nó RAM bao nhiêu, bộ nhớ bao nhiêu, thì hai cái hệ thống nó sẽ chạy độc lập với nhau. Thì sau này á, những cái công ty mà họ chạy nhiều như vậy á, thì sẽ nó không có hiệu quả. Ví dụ như có một cái VM mình, cả hai cái máy mình đều cung cấp là 4 GB ha, 4 GB RAM chẳng hạn, nhưng mà có cái A nó chỉ chạy có 1 GB thôi, còn máy B thì chạy 4 GB, thì thành ra cái tài nguyên bị dư thừa. Ví dụ tài nguyên sẽ có 3 GB bên máy A không bao giờ dùng tới, thì nó dư thừa. Thì sau này mới đẻ ra cái khái niệm là container, tức là nó sẽ host chung lại hai cái máy 4 GB, như vậy nó sẽ host chung lại thành một cái máy là 8 GB thôi. Rồi mỗi cái một cái service, tức là một cái application đó, nó sẽ chung cái tài nguyên là 8 GB đó. Thì khi như vậy á, thì lúc đó khi mà build lên một hệ thống á, thì mình có thể mình quay lại cái câu chuyện hồi nãy á, là một cái máy là chỉ xài có 1 GB, cái máy xài 4 GB, thì lúc đó mình chỉ cần build up một cái máy có 5 GB thôi, 5 GB RAM thôi, thì mình sẽ tiết kiệm được 3 GB RAM hơn, thì nó sẽ tiết kiệm được tiền. Thì với cái công ty mà cái service nó nhiều, có nhiều cái doanh nghiệp mà họ chạy tới cả triệu cái service như vậy á, thì khi mà tiết kiệm được một khoản nhỏ vậy thôi là tiết kiệm rất là nhiều tiền rồi. Vì sau này tất cả các công nghệ sau này thì họ đều follow theo cái hướng này hết, để cái tiết kiệm được tài nguyên và tiết kiệm được chi phí. Thì hiện tại trên thị trường thì có Docker, Docker là tương đối phổ biến nhất hiện tại. Tất cả các cloud provider ví dụ như là AWS hay là Google Cloud thì họ đều cung cấp cái này. Ngoài ra thì Azure có một cái sản phẩm riêng của họ luôn, đó là cái Azure Container, thì nó cũng thật ra nó cũng bản chất nó cũng tương tự như là cái Docker thôi. Rồi về code về ngôn ngữ lập trình á, thì hiện tại thì Microsoft App Azure thì cung cấp cho mình số cái tùy chọn, ví dụ như là về .NET Core này, rồi Microsoft .NET nè, .NET thì này chắc các bạn đang đang học nè, rồi Ruby nè, Python nè, Node.js nè, Java, PHP. Thì theo cái kinh nghiệm mình khi mình đi làm á, thật ra thì hầu như một cái ngôn ngữ nào mình cũng đã có làm qua rồi, thì thấy là cái ngôn ngữ nó không quan trọng lắm. Thật ra tất cả ngôn ngữ nó đều xem nhau. Khi mà các bạn biết một cái ngôn ngữ cứng, một ngôn ngữ rồi thì các bạn có thể adapt hoặc học ngôn ngữ mới rất là nhanh. Cho nên là về cái ngôn ngữ này nó cũng thật sự nó cũng không quan trọng lắm. Rồi, cái hồi nãy là mình nói về những cái về về những cái cụ thể là ví dụ như là code và container về OS. Tiếp theo mình sẽ nói về những cái liên quan tới vấn đề về triển khai ha.
Cái phần nãy là phần về development, còn tiếp theo mình sẽ nói về phần triển khai, deploy, deploy lên cái sản phẩm, lên cái môi trường thực tế cho khách hàng. Thì khi các bạn sau này các bạn đi làm á, thì nó tùy theo môi trường, tùy theo công ty, mà ít nhất á, trong các công ty phần mềm thì ít nhất họ chia thành hai môi trường, gọi là môi trường development và cái môi trường hai, môi trường production. Thì môi trường development là chỉ các bạn chỉ làm việc trên những cái data ảo, những cái hệ thống ảo thôi, cái nó không liên quan tới những cái khách, những cái dữ liệu thực tế của khách hàng. Sau khi các bạn phát triển một cái sản phẩm xong á, thì khách hàng sẽ build build ra một cái cục, ví dụ như một cái web app chẳng hạn, mình sẽ build ra một cái web app và sau đó mình mới ship cái web app sang cái môi trường production. Thì môi trường production đó nó sẽ cô lập lại cái môi trường development của các bạn, để các bạn là không, các bạn là developer thì bạn sẽ không thể lấy được cái data dữ liệu của khách hàng chẳng hạn, chỉ có những cái người key member trong bộ phận operation thì họ mới tương tác được với dữ liệu của khách hàng thôi. Còn sau này nếu mà các bạn làm một số công ty lớn nữa thì họ có thêm nhiều cái môi trường trung gian nữa, ví dụ những cái môi trường như demo chẳng hạn, thì có thể nó nằm ở giữa những cái môi trường production và development nữa. Thì nó sinh ra một cái vấn đề là sau khi các bạn dev xong á, các bạn sẽ phát triển xong một cái app, một web app, một cái tính năng gì đó, thì bây giờ bạn triển khai cái tính năng nó ra cho khách hàng sử dụng như thế nào. Thì cái này nó gọi là cái khâu này gọi liên quan tới deploy ha. Thì cái này nó thì mình cần có những cái tool, thì nó có cái khái niệm gọi là CI/CD, tức là CI/CD có nghĩa là Continuous Iteration với lại and Delivery, có nghĩa là mình tích hợp và phân phối cái sản phẩm của mình một cách liên tục. Thì khi mà mình dùng cái Microsoft App, Azure App Service thì nó sẽ có những cái, nó sẽ có những cái sẵn những cái tool về CI/CD, mình có thể tích hợp vô luôn cái quy trình phát triển phần mềm của mình luôn, mình không cần phải sử dụng những cái tool riêng rẽ bên ngoài. Xíu nữa thì mình sẽ demo cho các bạn, cụ thể là mình sẽ dùng luôn cái GitHub luôn. GitHub hiện tại thì họ mới có thêm cái GitHub Action đó, nó cũng là một cái tool CI/CD khá là tiện dụng và dễ sử dụng. Rồi. Thì khi mình sử dụng cái Microsoft Azure App Service này á, thì nó sẽ cung cấp cho mình cái tool để mình phát triển ha. Như như mình nói nè, về cái ngôn ngữ, về cái operating system, về cái container hay không ha. Rồi cấp cho mình những cái công cụ về để build, rồi công cụ về CI/CD để mình deploy lên, và thậm chí là kể cả những công cụ để monitor cái hệ thống sản phẩm trên môi trường production của mình luôn. Thì về development á, thì mình có những công cụ như là những cái tool. Tool thì tất cả các tool phổ biến, ví dụ như là công cụ của Microsoft không nói rồi, Visual Studio với lại Visual Code, hàng trong nhà của Microsoft thì không phải nói rồi. Nhưng mà những cái như môi trường như là Elip ha, thì nó cũng support cho mình để mà development trên cái Microsoft Azure này. Rồi, tiếp về cái language ha, programming language thì lúc nãy mình đã giới thiệu rồi. Thậm chí á, ngoài ra thì mình có thể sử dụng luôn sẵn những cái open source có sẵn, ví dụ như là Postgres nè, Drupal nè, Joomla, để mình chạy build trực tiếp lên trên cái app service của mình luôn. Về phần build á, thì mình có những cái công cụ như thế nào? Về phần build á, thì coi đầu tiên á, là về source code của mình thì mình có thể quản lý trên GitHub nè. GitHub thì chắc là các bạn hầu hết các bạn chắc là ai cũng biết rồi đúng không? Khi mà các em nó học qua môn chuyển thử thì đa số các bạn đều được sử dụng GitHub hết. Dạ. Thì GitHub Ở á thì đây các bạn nào chưa biết GitHub thì các bạn hỏi luôn ha. Ở đây là anh đang trình bày những cái vấn đề rất là cần thiết đó, nên các em cứ nghe đến từ khóa nào mà các em cảm thấy là các em chưa biết từ khóa đó thì các em cứ hỏi liền luôn. Mình chủ động lên giùm cô ha.
Thì cái GitHub này là gì? Thì đơn giản nó là cái chỗ mình lưu trữ cái source code của mình thôi. Nhưng mà ngày nay thì GitHub nó cũng rất mạnh và nó cung cấp thêm cho mình rất là nhiều cái tool xung quanh. Thì xíu nữa lúc mà mình demo có thời gian thì mình sẽ giới thiệu luôn cho các bạn. Rồi ngoài GitHub ra thì còn có GitLab. GitLab thì tất cả những cái này thì đều tương tự như GitHub thôi. GitLab nè, Bitbucket nè, rồi Azure DevOps nè. Thì những cái tool này thực ra là để quản lý source thôi. Thì tất cả những cái này nó cũng tương tương nhau thôi. Rồi cái container thì lúc nãy mình đã nói rồi ha, có Docker nè, có Azure Container nè. Rồi những cái CI engine ví dụ như là ở đây của Azure DevOps cũng có luôn nè. Rồi cái này là Sky CI nè. À, cái này thì công ty mình cũng mới sử dụng thôi. Rồi cái này là Jenkins ha. Jenkins thì khá cổ rồi. Jenkins hồi xưa thì các dự án hầu hết công ty đều sử dụng Jenkins, nhưng mà ngày nay thì nó ra nhiều cái sản phẩm mới quá nên là bắt đầu các công ty cũng nhân dần không sử dụng Jenkins. Rồi về deploy thì cái này liên quan tới Docker ha. Thì khi mà Docker thì Docker chỉ là một cái container thôi, thì cần để quản lý một cái hệ thống những cái container đó thì nó sẽ sinh ra một cái gọi là Kubernetes. Thì cái này, cái từ khóa này trong vài năm trở lại đây khá là hot. Nếu mà các bạn ra trường mà các bạn rành về công nghệ này thì cái cơ hội mà nhận có được cái job lương cao rất là dễ Kubernetes. Thì ở hiện tại thì ở Mỹ của mình hầu như hết các cái job hiện tại mà tuyển người back-end engineer thì đều phải đòi họ phải biết được cái Kubernetes này. Rồi deploy có những cái tool để mình monitor, mình theo dõi coi cái hệ thống của mình nó chạy như thế nào, có bị lỗi hay không, có bị down hay không. Rồi thì khi mình dùng Azure thì nó cũng có những cái công cụ tương ứng, ví dụ như là khi mình bị lỗi mình có thể debug được, mình tìm được cái nguyên nhân của cái lỗi nó là gì. Như ở đây mình dùng cái Visual Visual Code ha, rồi Elip cũng có nè. Rồi cái hệ thống về monitor kiểm tra cái độ cái latency của cái app của mình ha, cái website của mình có bị trễ hay không, có bị load chậm hay không, bị quá tải hay không chẳng hạn. Thì hiện tại thì cái app Azure này nó cái app service này á thì mình dùng nó sẽ liên kết rất là chặt với lại cái thằng GitHub hơn. Cái Git á có nghĩa là gì, mỗi một lần á khi một người developer họ phát triển một cái họ commit một cái code lên, một cái feature lên, thì họ dùng Git họ commit lên cái hệ thống GitHub source repository thì tự động nó sẽ sinh ra những cái hệ thống tự động để nó chạy những cái automation test nè, rồi sau nó tự động nó deploy lên những cái hệ thống về server. Rồi sau khi nó deploy ra những cái hệ thống server để nó chạy test automation xong đó, thì tự động nếu mà pass được đó, thì tự động nó sẽ ship để nó chạy lên những cái môi trường chuyển qua môi trường production. Rồi sau đó khi mà môi trường production chạy, mà nếu trong quá trình chạy mà nó có những cái vấn đề gì đó, ví dụ như hệ thống bị down chẳng hạn, bị overload chẳng hạn, thì nó sẽ notify đến cái người quản trị cái hệ thống. Thì vừa rồi là mình nói về vấn đề về hiệu suất cao khi mình sử dụng cái app service này cho cả dev và operation. Cái đặc điểm thứ hai á, là về fully managed. Fully managed thì hồi nãy mình có nói sơ rồi, thì những cái nhà cung cấp cloud provider cụ thể là Microsoft ở đây á, họ sẽ cung cấp cho mình những cái giải pháp về auto scale, load balancing, rồi những giải pháp về high variety,
rồi giảm thiểu cái chi phí hoạt động của mình ha, rồi tự động backup recovery. Ngoài ra khi mình sử dụng cái app service này á, thì mình có một cái đặc điểm nữa là mình có khả năng mở rộng cái hệ thống của mình. Cụ thể á, là ví dụ như là cái này thì nó hơi nhiều cái từ khóa hơi hơi chuyên biệt một chút. Chắc mình sẽ skip qua cái phần này. À, mình nói về cái phần này, phần full service này á, thì hiện tại thì Microsoft Azure thì có hơn 50 cái data center trên toàn thế giới. Và tất cả những cái data center này nó đều đạt cái compliance, đạt cái chuẩn trong ngành công nghiệp. Rồi nó cũng hỗ trợ cái việc là những cái định danh cho cái việc quản lý những cái service, rồi tích hợp những cái virtual network, những hệ thống virtual network của Azure. Phần này các bạn có câu hỏi gì không? Em hỏi cho cái phần trước em muốn hỏi cho cái phần trước à này, em chưa hỏi, quên chưa Bạn hỏi. bạn 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 nói, bạn nói đi, bạn cứ nói đi, Dạ mình mở lại. em thấy về cái Docker, tại vì em chưa hiểu lắm, em muốn biết nó cách nó vận hành của Docker như thế nào, kiểu vậy. Với lại nó anh em muốn anh nó rõ hơn về Docker không ạ? Ok, cái này chắc mình phải, tại mình không có chuẩn bị cái tài liệu, nhưng chắc mình sẽ mở một cái web lên cho các bạn dễ hình dung. Sẽ mở một cái hình lên để cho bạn dễ hình dung. Rồi, mình sẽ share lại cái màn hình. Thì Docker nó thật ra nó là nó, Docker nó là cái tên đó ha, bản chất của nó là những cái container. Trong cái hệ thống của mình á, Docker mình á, thì cái container ha, thì một trên một cái máy tính, ví dụ mình hình dung ví dụ như đây là một cái VM này, một cái máy tính của mình, thì một cái máy tính của mình nó sẽ gồm có nhiều cái container trong đó. Cái container thì nó, các bạn cứ hình dung đơn giản, nó giống như cái xe container vậy đó.
thì mỗi một cái sản phẩm, một cái app, một cái service của mình á, mình để mình host mình để trong một cái container như vậy, và tất cả những container này được đặt trong một cái hệ thống VM của mình, một hệ thống VM tức là máy ảo ha, hoặc là mình chạy trên một cái máy thật cũng được, thì tất cả những cái container nó sẽ đặt trong một cái máy tính, một cái server, và mỗi một cái container này á, thì nó sẽ host một cái server, một cái app chẳng hạn. Thì cái service này á, thì nó sẽ có mỗi một cái container nó sẽ có một cái image thì tùy theo cái dòng cái technology mình sử dụng ha. Ví dụ như là mình có thể cấu hình nó là nó sử dụng cái hệ thống là Ubuntu chẳng hạn, cái hệ hành là Ubuntu, trên đó mình chạy một cái web server là Apache chẳng hạn. Đó, thì mỗi một cái image này á, nó sẽ quy định là cái trong cái container này nó chứa những cái gì, chứa cái môi trường trong cái container này chứa gì, chứa một cái chạy trên một cái host là cái operating system nào, chạy có những cái runtime nào, ví dụ như là Microsoft .NET hay là Java hay là Node.js chẳng hạn vậy. Rồi có những cái business logic nào của mình triển khai vô đây. Thì mỗi cái này nó sẽ có một container, nó sẽ có một cái image tương ứng. Và các bạn hình dung là tất cả những cái này đó, là nó chạy trên một cái VM ha, một cái máy tính của mình, một server, mình hình dung đơn giản nó là cái máy tính thôi. Thì ví dụ ngày xưa đó, ví dụ như là mình cung cấp một cái máy tính của mình thì mình chỉ cung cấp nó một cái, ví dụ là một cái tính của mình là một cái web server ha, mình chỉ đơn giản nó nhiệm vụ nó cung cấp một cái web server thôi. Còn bây giờ nó mỗi cái trên web server này của mình đó, mình sẽ không dùng build một cái web server nữa, mà mình bị build thành những cái container. Một cái container mình sẽ build là cái web application, container mình build một cái database, nó tương tự như vậy những cái service khác. Thì lúc này mình sẽ đảm bảo được là tất cả những cái này á, nó sẽ đáp ứng được nhiều hơn cái nhu cầu của mình sử dụng bình thường. Cái trả lời mình có ok không? Bạn có còn thắc mắc không? Nghĩa là cái tình mỗi mỗi cái nền tảng hay là những cái web app gì mình làm ra thì nó sẽ được đóng gói ở cái container đúng không anh? Xong rồi nó sẽ được định danh image theo cái công nghệ xài sao không? Sorry, cái mạng của anh đang hơi bị chậm. Em nói lại hồi nãy anh nghe chưa được. Dạ, có phải ý của anh đó là khi mình build một cái dự án như là web server hay là data hay là gì đó, nó sẽ được đóng gói vào một cái container, xong rồi tùy vào cái công nghệ nó sử dụng như cái gì thì nó sẽ được định danh trên cái image đúng không? Là như anh nói là Đúng đúng, cái chính xác. cái gì đó là thuộc máy nào, thuộc VM nào thì nó sẽ được định danh trên cái Ừ. image đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng Và rồi. từ đó nó sẽ build lên hay sao anh? Tức là khi mà mình mỗi một cái container này á, mình sẽ chọn tới một cái image. Mình sẽ định danh một cái container này làm cái image. Ví dụ như cái cùng là cái image này đi ha. Cái dùng mà image này nó chạy là có Ubuntu và cái Redis ha. Thì cái image này có thể không phải mình dùng cho một cái ổ cái container này, mình có thể dùng cho những cái container khác luôn. Thì khi mình build một cái hệ thống như vậy á, thì ví dụ mình cái hệ thống mình hiện tại mình đang có hai cái container mình chạy, mình đáp ứng mình có hai cái container. Ví dụ về web đi, mình có một cái web application đang chạy hai container. Bây giờ cái lượt khách hàng của mình ngày càng tăng lên, nhiều tăng lên gấp đôi đi, thì bây giờ mình tăng lên thành bốn container, thì đơn giản á, mình chỉ cần start mình run bốn cái thêm hai cái container lên nữa thôi, mình không cần phải làm gì hết ha. Thì cụ thể là cái Docker nó là một cái tool, thì có cái lệnh Docker run, thì mình chẳng run chạy Docker run cái là tự động sẽ build lên, nó sẽ run hai cái container, thêm hai container cho mình. Thì là nó tăng lượng truy cập người dùng rồi anh. Tùy đúng rồi, thì tùy tùy theo cái ngữ cảnh của mình. Ví dụ như cái của mình đáp ứng của mình là mình chỉ đáp ứng cho cái vấn đề về web server thôi, thì mình thì nó thì cụ thể nó sẽ tăng lên cái số lượng mà mình đáp ứng được, cái số lượng request, tăng được cái số lượng request của mình.
Thì tùy tùy nha bạn, cái này thì ví dụ như là mình chạy database, chạy những cái thứ khác nữa, nhưng mà cái cơ bản, cái cốt lõi của nó đơn giản là mọi thứ ngày xưa là một cái VM, mình ví dụ như thì ngày xưa là mà trên đây mình sẽ build cụ thể luôn, là mình phải build cái này, cái máy tính là mình sẽ build có hiệu hành gì, mình chỉ chạy được chắc là anh bị rớt mạng rồi, các bạn chờ tí ha. Những nội dung mà anh Văn Anh trình bày ở đây rất là thiết thực luôn đó các em ha, và chắc chắn là cái nội dung đó các em chưa có được học, cho nên khi mà mình gặp những cái khái niệm nào á mình không hiểu mình cứ hỏi để ảnh phân tích giải thích cho các bạn. Chúng ta đừng có ngại ha, chắc chắn là những khái niệm này mình chưa học, nhưng mà khi mà các em đi làm á các em sẽ đụng đến, nên nếu mà các em nắm trước rồi các em học trước các em biết trước thì đó là một cái lợi thế đó các em, các em đi phỏng vấn đó, ha. Nên những cái chỗ nào chúng ta chưa hiểu á, chúng ta cứ mạnh dạn chúng ta hỏi giúp cô ha. Chưa biết mình cũng hỏi luôn. Các anh vào lại được chưa em? Dạ, sorry chị, cái Ừ. mạng bên em nó hơi bị chậm. Ừ rồi, không sao. Rồi em xem màn hình lại. Rồi, bây giờ mình sẽ nói tiếp một số thứ ha. Thì okay, hồi nãy thì mình nói về những cái cơ bản của app service, thì bây giờ mình sẽ nói ngoài cái chuyện câu chuyện đó, là ngoài cái app của bên ngoài mình dùng, mình build lên một cái app có những cái tính năng cơ bản chẳng hạn. Thì mình ngày nay thì những cái app hiện tại thì nó sẽ gồm thêm những thứ, ví dụ như là những cái service mới nữa. Thì cụ thể là ví dụ như là ví dụ như ngày xưa là mình build một cái app, mình đơn giản một cái app đó, mình chỉ cần làm những tính năng cơ bản đáp ứng được cái business của người dùng thôi. Nhưng ngày nay á, thì nó phát sinh ra nhiều thứ. Ví dụ như là mình cần cái nhu cầu về tìm kiếm nè. Mình phải có cái khả năng, cái app mình có khả năng mining những cái knowledge từ cái người dùng của mình. Rồi có khả năng mình là mình cái app của mình có khả năng lắng nghe hoặc là nói với lại cái người khách hàng của mình ha. Ví dụ như nhờ những cái giải pháp về trí tuệ nhân tạo chẳng hạn như vậy. Thì ngày nay thì nó phát sinh rất là nhiều thứ. Rồi về những cái hệ thống về log nè, ghi log nè. Rồi những hệ thống về bản đồ chẳng hạn. Thì nó phát sinh rất là nhiều thứ, thì một cái app của mình không thể nào build từ đầu toàn bộ những thứ như vậy hết. Thì bắt buộc là ngày nay á, khi những cái app hiện đại á, bắt buộc là mình phải sử dụng service. Mình sẽ integration cái service, cái app của mình với những cái service đó. Thì khi mình build cái app mà chạy trên cái Azure này á, thì mình có thể tích hợp được những cái giải pháp, ví dụ như là về mining, về nhận dạng, về log, về map, về monitor chẳng hạn. Thì
nó sẽ giúp cho mình cái app của mình sẽ nhanh chóng mình build. Ví dụ ngày xưa mình muốn build một cái app mà có chứa bản đồ thôi, mình phải lên mình hồi xưa lúc mà mình hồi mình còn đã học đại học á, mình build một cái app mà tìm đường á, mà mình lúc đó mình dùng cái hồi xưa thì mình viết cái app trên Windows Phone thôi. Hồi đó mình viết trên Windows Phone đó, thì để build được cái bản đồ mà trên Windows Phone, mà build được bản đồ chạy lên cái app trên Windows đó, trên Windows Phone đó, nó mất của mình hết mấy tháng rồi. Nhưng mà với ngày nay á, khi mà build một cái app mà có cái service như thế này á, thì chắc là nếu mà bạn làm quen này chắc chỉ khoảng 1 tiếng hồ là bạn làm xong rồi. Nó giúp cho mình tăng tốc cái độ phát triển rất là nhanh. Cái code mode này thì chắc các bạn cũng chưa có rành. Cái này nó đơn giản, nó là những cái hệ thống database NoSQL thôi. Đó, tự nhiên. Mình build những cái công cụ mới, ví dụ như cả ngày nó đều có cái sự vẽ, ví dụ như là nhận dạng giọng nói nè, xử lý ngôn ngữ mình, rồi build những cái mô đồ để mình tự nó khả năng tự nó trả lời lại theo những cái câu hỏi chẳng hạn như vậy. Thì ngày nay những service này nó đều có hết. Thì không thì thật ra thì không phải Microsoft Azure có, mà tất cả những cái nhà cung cấp lớn khác, ví dụ như là Amazon Web Service thì họ cũng có những dịch vụ tương tự, rồi Google Cloud cũng vậy. Thì cái này là nói tiếp theo mình sẽ nói về cái vấn đề là migration ha. Thì hồi nãy á, thì khi mình build một cái sản phẩm từ đầu thì rất là dễ, mình có chọn được cái công nghệ như thế nào, cái provider nào. Nhưng mà câu chuyện đặt ra thứ hai á, là những cái app trước giờ mình build, ví dụ như công ty mình á, cái công ty mình đang làm, ví dụ như là đã build cái sản phẩm từ nhiều năm trước rồi, thì bây giờ mình không thể đặt đi xây lại hay mới được, thì bắt buộc á, mình muốn sử dụng công nghệ này mình phải migration nó lên từ cái môi trường on-premise lên cái môi trường cloud. Thì khi mình dùng cái Microsoft Azure này thì nó cung cấp mình rất là nhiều cái tool để mình có thể tự động mình migration lên được. Cái này thì hơi đi sâu giờ ha. Mình sẽ lướt qua phần này đi. Thì cái này chủ yếu là về phần migration thôi. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ nói về những vấn đề về UK, về trường hợp sử dụng cái Azure App Service này trong thực tế. Thì mình thường mình có ba cái trường hợp chính mình hay dùng cái App Service này. Thứ nhất là về mình build những cái website ha, những website web app chẳng. Thì mình sẽ sử dụng cái App Service này. Cái thứ hai là những cái application về transactional, ví dụ như là những cái hệ thống về xử lý về thanh toán chẳng hạn, thì mình có thể sử dụng cái App Azure này. Rồi, tiếp theo là tới mình có thể sử dụng nó cho những cái ứng dụng hiện đại của business, ví dụ như là về quản lý về data, về dữ liệu khách hàng hàng vậy, quản lý về chi phí vận hành của doanh nghiệp này. Thì chắc cái phần tiếp theo này chắc mình chỉ đi lướt qua thôi, thì nó về liên quan về business thôi. Thì cụ thể là ví dụ mình có build những cái sản phẩm về những website về marketing, digital marketing ha, ví dụ như rồi build những cái này thì nếu mà mình có thời gian mình đi sâu vô thì nó sẽ hay hơn, nhưng mà chắc sẽ không có đủ thời gian cho vấn đề này. Nhưng mình build những cái hệ thống, những cái website mà của những cái công ty lớn hệ, thì họ đòi hỏi rất là nhiều thứ trong đó. Ví dụ phải hỗ trợ khách hàng chạy trên những cái web browser nè, rồi khách hàng chạy trên những thiết bị mobile, rồi khách hàng tương tác qua những cái con bot trên Facebook,
rồi tương tác qua những cái TV, box TV. Thì cái hệ thống của nó rất là phức tạp. Thì nếu mình sử dụng cái App Azure này á, thì nó sẽ cung cấp cái khả năng iteration với những cái service, mình sẽ làm rất là dễ. Cái này cũng digital marketing rồi, những cái app về JSONO application cái cũng tương tự rồi. Gaming app rồi inventory. Cái phần này chắc mình sẽ đi lướt lại, mình sẽ gửi cái slide này cho cô Trang, thì sau đó cô sẽ share lại cho các bạn hãy xem lại sau cũng được. Sẽ có những môn chuyên đề sau sẽ mời Phan Anh trình bày sâu hơn về những cái nhánh này. Vậy các em nó sẽ còn học những cái môn sau nữa, thì lúc đó sẽ mời lại Phan Anh trình bày chi tiết hơn về những slide này cũng được, tùy theo từng môn. Thì cái phần này thì mình sẽ đi lướt qua. Thì cái phần tiếp theo á, mình sẽ kết thúc cái phần trình bày của mình sẽ bước qua cái phần thứ hai là cái phần demo. Thì trong cái phần demo này á, thì mình sẽ build hai cái website, một cái website chạy trên Microsoft.net, và một cái là chạy trên Node.js. Cả hai cái mình đều triển khai, nó chạy trên cái hàng Microsoft Azure App Service này. Rồi sau đó mình sẽ giới thiệu thêm với các bạn về GitHub Action. Thì cái này là một cái tool CI/CD mới của bên GitHub mà mình thấy mình xài thấy nó rất là tiện, nên cũng muốn giới thiệu sẵn, giới thiệu các bạn luôn. Mà mình nghĩ tương lai thì hầu hết các công ty chắc cũng sẽ chuyển nó xài cái này, vì mình thấy nó khá là đơn giản, nó không phức tạp như những cái ống CI/CD khác mà trước đây mình xài. Thì trước khi qua cái phần demo thì mình muốn hỏi là các bạn có cái thắc mắc nào trong cái phần lúc nãy mình trình bày á, thì các bạn hỏi mình rồi mình sẽ đi qua cái phần demo. Khi thuật ngữ deploy anh, cái gì anh nói này nó kỹ hơn được không? Cái bạn bạn hỏi lại những mình chưa hiểu Em kỹ muốn lắm. hỏi cái từ deploy anh, để anh có thể nói kỹ hơn cái đó được. Bạn muốn hiểu cái khái niệm đó đúng không? Dạ. Ok, thì trong môi trường thực tế mình làm việc á, thì hiện tại thì các bạn code á, thì các bạn đơn giản, các bạn là sinh viên á, bạn code một cái dự án sinh viên á, thì bạn chuyển code sao nó chạy được, xong rồi mang lên trình bày demo cho giáo viên là xong. Còn trong cái môi trường thực tế các bạn đi làm á, thì cái việc development á, tức là dev á, biết gọi ngắn tắt là dev thôi, cái việc dev của bạn là bạn dev ra được một cái feature, một cái sản phẩm nào đó theo cái yêu cầu, thì cái đó là xong việc dev của bạn. Rồi cái bước tiếp theo á, là cái feature, ví dụ bạn bạn develop một cái feature A đi, sau khi bạn develop feature A xong á, thì cái feature A làm sao để cái người sử dụng, cái khách hàng của bạn, của công ty bạn, ví dụ như là một cái web app đi, thì cái feature của A của web app á, được triển khai tới cho cái người khách hàng của bạn sử dụng, thì cái khâu mà từ cái lúc các bạn dev xong chuyển tới được cái người sử dụng, thì cái khâu nó gọi deployment ha. Cái khâu deployment nó gồm những gì? Thì sau khi các bạn làm đơn giản, thì các bạn chỉ là commit cái source code của bạn lên thôi, các bạn thêm những cái file gì đó, xóa thêm xóa sửa gì đó thì không không cần biết, mà miễn là sao cái sản phẩm của bạn có được cái tính năng A. Thì sau khi bạn commit cái source code lên cái những cái source repository, ví dụ như GitHub chẳng hạn, thì mình sẽ có cái khâu gọi là khâu deployment. Thì khâu deployment, trước khi deployment đó, thì mình sẽ làm những cái việc như thế nào. Đầu tiên á là mình phải chạy những cái automation test. Thì thường các sản phẩm, các công ty mà sau này khi họ làm phần mềm, đa phần các công ty đều có cái phần viết automation test. Thì ít nhất á, nếu mà mình các sản phẩm mà đơn giản không hiểu biết được cái automation test, như dạng như end-to-end test á, thì mình là developer, mình phải viết những cái như là unit test chẳng hạn. Thì khi mình unit test như vậy á, thì mình phải chạy những hệ thống automation để nó chạy những cái hệ thống như unit test rồi end-to-end test chẳng hạn. Thì sau khi nó bắt thì nó mới build, nó mới mới triển khai, mới mới ship cái cục sản phẩm của mình.
qua một cái môi trường production, như hồi nãy mình có nói là cái môi trường giữa môi trường development với lại cái môi trường production, nó sẽ hai cái nó sẽ khác biệt nhau hoàn toàn, hai cái nó sẽ không thể nói chuyện được với nhau. Thì cái sau khi mình test automation test xong á, thì sẽ có một thủ công á, là mình sẽ cầm cái cục build đó mình mang lên cái môi trường production mình run đó. Thì cái đó là cái làm thủ công, nhưng mà hiện tại thì những cái công cụ như CI/CD á, thì nó sẽ làm cái việc đó tự động hết. Từ khi các bạn submit cái source code lên thì nó sẽ chạy tự động, nó sẽ chạy tất cả những cái tool, ví dụ chạy automation test, chạy unit test xong rồi nó build cái sản phẩm, build ra cái cục runtime, rồi nó mang cái cục runtime nó chuyển gửi cái cục runtime qua môi trường production. Tất cả những việc đó đều làm tự động hết. Thì cái khâu đó mình toàn bộ cái công việc đó gọi là production, development ha. Xíu nữa thì mình sẽ demo luôn cái phần đó, mình sẽ nói một chút thực tế luôn cái mình dùng cái hàng GitHub Action đó để mình chạy cái deploy. Rồi còn bạn này có câu hỏi nào khác không? Những cái quy trình nào mà những cái thuật ngữ nào mà trong quy trình mà anh Phan Anh trình bày mà các em không hiểu á, các em cũng có thể hỏi luôn để mình học trước ha. Dạ anh ơi, cho em hỏi là anh có nghe em nói không vậy? Anh đang nghe. Hello em. Cho em hỏi là cái phần mà ICD anh là nó thuộc một cái roadmap của một cái ngành đó ở bên ngoài đó, mà em chưa hiểu về cái ngành đó. Thứ nhất là nhu cầu tuyển dụng như thế nào, thứ hai là nó sẽ giúp gì cho mình sau này. Ví dụ như bây giờ mình đang học về một cái là phát triển một ứng dụng web đi nha, mà bây giờ em muốn build nó lên nhưng mà em không biết chọn cái service nào hết, mà giờ nó có nhiều cái quá. Giờ em hỏi là cái phần đó thì mình giải quyết như thế nào vậy? Rồi ok, thì đầu tiên anh sẽ nói về cái phần CI/CD ha. Thì thực tế luôn á, môi trường thực tế luôn á, thì cái phần mà build cái hệ thống CI/CD á, thì chắc chắn là sẽ có một cái người đặc biệt, một cái người chuyên trách, họ sẽ build những hệ thống CI/CD đó trong các công ty luôn. Thì nhưng mà với vai trò người dev là gì, cái người build á, đơn giản họ chỉ build ra cái hệ thống để chạy được thôi. Thì như nãy mình nói á, thật ra CI/CD bản chất của nó là những cái hệ thống, những cái tool automation. Thì cái người CI/CD họ sẽ build một cách tự động ra, sẽ có cái người họ build ra những cái hệ thống tự động đó. Nhưng mà với cái người development của mình á, cái người developer của mình á, thì mình phải sử dụng những hệ thống đó. Ví dụ như mình là một cái người kỹ sư CI/CD ha, mình build ra cái hệ thống rồi, thì mình không phải lúc nào mình cũng dùng cái hệ thống đó, mà mình sẽ đưa cái hệ thống đó cho những cái người developer họ sử dụng, cụ thể họ sử dụng thế nào. Thì bây giờ ví dụ như các em phát triển một cái tính năng ha, cụ thể mình quay lại như lúc nãy là mình nói là cái tính năng E, thì sau khi các em code xong tính năng E xong á, thì các em phải đưa nó để nó triển khai lên cái môi trường production. Thì bây giờ trong quá trình triển khai nữa, nếu mà suôn sẻ nó chạy, nó build mọi thứ đều run ok hết thì không có vấn đề gì, thì có thể các em không cần biết cái hệ thống CI/CD nó hoạt động như thế nào. Nhưng mà nếu như trong quá trình chạy mà nó bị lỗi chẳng hạn, cái step nó bị lỗi, thì bắt buộc là các em phải hiểu về cái hệ thống CI/CD để mà các em biết tìm được cái nguyên nhân cái lỗi nằm ở đâu, để các em có thể sửa update cái code, cái source code của mình. Cho nên là nếu mà các em lên cái trang tuyển dụng á, em coi trong tất cả các job tuyển dụng hiện tại và developer hiện tại á, thì anh tin chắc là hầu hết 99% các job description hiện tại đều có một cái câu là biết về CI/CD. Thì cụ thể là mình, nếu mà mình là cái người developer, thì mình không bắt buộc mình phải hiểu, mình có thể viết ra những cái script cụ thể chi tiết, nhưng mà mình phải hiểu về được cái bản chất CI/CD là gì, biết được những cái tool, những cái công cụ phổ biến về CI/CD. Thì lúc đó nếu mà sau này các em mình xin việc này nọ thì sẽ rất là dễ. Còn nếu mà mình không không biết những cái đó thì rất là khó. Còn về cái công nghệ mà sử dụng á, thì CI/CD nó như là anh nói á, nó bao gồm rất là nhiều cái công cụ, rất là nhiều cái phase trong đó, bao gồm chạy run cái automation test, rồi build build những cái source code của mình ra cái sản phẩm, ra cái cục runtime chẳng hạn như vậy. Thì tùy theo mỗi cái công nghệ ví dụ như là chạy Microsoft.net, chạy Java, chạy Node.js, chạy PHP á, thì nó sẽ có những cái công cụ nó thân thiện với những cái người developer đó. Nhưng mà trên thị trường thì có một số cái công cụ mà anh thấy là hiện tại là phổ biến
mà thấy trên thực tế là trong doanh nghiệp dùng nhiều. Thì như nãy anh có nói là cái CI/CD có cái gen cần, cái gen cần thì nó là legacy rồi, nó rất là xưa, hầu xưa thì hầu hết các công ty đều sử dụng nó, nhưng mà ngày nay thì nó ra nhiều công cụ mới quá, thì nhiều công ty bây giờ họ cũng chuyển sang những công cụ mới, nhưng mà cái gen cần vẫn là cái được sử dụng khá là phổ biến. À, cái thứ hai là những cái tool ví dụ như là của Azure. À, vậy. Rồi, thì bạn sẽ giới thiệu cái này nó đó là simple. Cái em khá là dễ sử dụng. Rồi ngoài ra trên thị trường nó có rất là nhiều. Thì cái này tùy theo cái công nghệ của công ty, mà các em sau này đi làm thì mỗi người sẽ có cái build những cái CI/CD khác nhau. Mà về bản chất thì cái CI/CD nó đều giống nhau. Thì các em chỉ cần rành một cái là các em có thể chuyển sang cái công nghệ khác rất là nhanh. Có thể dụ như nếu em đã biết về gen rành thì em chuyển qua cái công nghệ khác, em bỏ qua những 2 ngày là em đọc tài liệu lại em hệ build rồi. Về bản chất thì nó như nhau hết. Rồi, còn bạn đã có câu hỏi nào khác không? Ok, nếu không có thì mình sẽ đi phần tiếp theo, mình sẽ demo cho các bạn thì các bạn mà có email sinh viên á thì các ký các cao của Azure. Thì họ sẽ cho mình sử dụng 1 năm free ha. Và ngoài ra bên trong đó thì có rất nhiều những cái service khác họ sẽ cho mình free forever luôn. Thì nếu mà bạn dùng cái vấn đề về học tập, nghiên cứu hay nọ hoặc làm những project mà không phải business á, thì các bạn hãy sử dụng thoải mái luôn. Rồi, thì ở đây là cái màn hình dashboard của Azure ha. Thì bây giờ mình sẽ demo các bạn là mình sẽ build một cái website Hello World ha. Thì mình sẽ dùng 2 cái source code, một cái là chạy trên Microsoft.net, một cái chạy trên Node.js là cái ngôn ngữ JavaScript. Thì đầu tiên á thì để 2 cái này là mình có build sẵn để mình demo rồi, nhưng mà bây giờ mình sẽ làm lại từ đầu luôn. Thì bây giờ cái .NET này ha. Mình sẽ load cái source code này sang một nhánh mới. Đây là cái source code về Node.js. Thì bây giờ mình sẽ tạo cái service. Thì ở cái màn hình dashboard này á, thì đầu tiên mình vô mình sẽ tạo một cái resort ha. Thì ở đây mình build là một build cái web app, thì mình sẽ chọn là cái web app này, cái service. Thì ở đây mình lướt qua đây luôn ha. Thì cái Azure này nó có rất là nhiều cái service, ví dụ như về AI, machine learning, về analytics, thậm chí các bạn hãy build những cái blockchain ha, cái blockchain này. Rồi Compute, Container, Database, Developer Tool, DevOps và Identity, Integration, rồi Internet of Things luôn. Bạn có thể build những cái hệ thống về Internet of Things cho những cái hệ thống như là nhà thông minh, hoặc những cái hệ thống về trang trại thông minh chẳng hạn như vậy. Rồi, thì
các bạn sau khi nếu các bạn đăng ký account xong thì bạn vô đây bạn có thể bọc hết cái đống này, khá nhiều thứ thú vị hay. À, mình sẽ quay lại cái demo mình ha. Thì ở đây mình sẽ tạo ra một cái web app. Thì cái web app này đầu tiên á, mình sẽ có cái resource group. Resource group là gì? Là một cái group tài nguyên của mình. Thì ở đây mình có một cái, mình đã tạo sẵn một cái là fan ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tạo một cái website, một website của web app của mình. Mình sẽ đặt tên là ví dụ như là demo .net ha. Mình sẽ build một cái web chạy trên .net. Thì ở đây mình có thể chọn là mình public theo cái kiểu nào, là Docker container hay là source code thôi. Thì ở đây mình public theo kiểu là source code thôi cho đơn giản. Rồi. Mình sẽ chọn cái runtime, cái stack runtime gì? Thì ở đây mình sẽ demo chạy trên một cái .NET .NET 1 ha. Cái LTS là long term support. Rồi mình sẽ chọn chạy trên cái operation nào. Mình chọn cái window. Rồi mình hãy chọn cái region, cái khu vực, cái nơi của data center nó sẽ nằm ở đâu. Thì mình đang hiện tại thì mình đang ở test search. Ở test search thì mình sẽ chọn cái South Central US thôi, này ở cùng cái bang của mình. Rồi, mình sẽ có một cái plan ha. Ở đây mình line up plan, mình chọn mấy chủ line up ha. Thì mình ở đây mình tạo sẵn một cái này. Nó sẽ là IP fan 8089 à, 8099 ha. Rồi. Các bạn nhớ ha, cái này fan demo .net ha. Rồi, mình sẽ tạo ra. Thì qua cái bài tiếp theo mình sẽ review lại những cái thông số lúc nãy mình tạo ra ok chưa. Resource group là fan, cái name là fan demo .net, cái runtime là .net core 3.1 ha. Rồi thông số này ok rồi, mình sẽ tạo ra. Thì mình sẽ đợi vài chục giây ấy, nên sẽ deploy xong cho mình. Rồi, lúc này là nó deploy xong ha. Deploy mình nó xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ test lại. Lại home. Đây. Cái web app mình mới tạo đây nè. Là fan demo.net thì mình sẽ mở thử cái link nè. Coi nó chạy ra chưa. Thì trong cái dashboard này thì các bạn có thể theo dõi được là có bao nhiêu cái lỗi HTTP 500 ha. Rồi có bao nhiêu cái data in, data out bao nhiêu. Rồi số có bao nhiêu request, rồi cái thời gian respond của mỗi request là bao nhiêu. Thì đây nó sẽ có những số thống kê cơ bản cho mình biết. Rồi, trong lúc mình rồi ok nó sẽ ra được một cái template là nó hello mình ha, và mình chọn cái công nghệ là .NET Core. Rồi trong lúc bây giờ mình sẽ tạo thêm một cái service nữa là chạy trên Node.js ha, một cái công nghệ khác không phải là Microsoft .NET. Rồi mình chọn này, mình fan demo Node.js. Mình chạy nó trên cái môi trường là Node 14 ha. Rồi, tự những cái kim chọn luôn.
chọn ở sao Central US. Rồi, cùng cái lane đó luôn, mình sẽ tạo ra. Rồi, mình tạo xong rồi đó. Nhưng mình sẽ quay trở lại cái dashboard mình. Đây, mình có cái file demo Node.js rồi. Sẽ vô cái website này. Thì mới lần đầu tiên khi mà nó khởi tạo một cái web app lên thì nó sẽ hơi chậm một chút, mất khoảng 1 phút gì đó, mà sau đó thì nó sẽ rất là nhanh. Thôi, cái này đi. Trong lúc đợi thì mình sẽ có mình đưa sẵn ở đây 2 số code thôi, sẵn 2 cái số code rồi. Một cái là chạy Node.js, một cái là chạy .NET Core. Thì ở đây mình sẽ tạo một cái range mới ha. Lúc nãy thì mình có tạo sẵn một cái demo này, bây giờ mình sẽ tạo một cái là demo 2 ha. Rồi, tương tự bên cái hàng Node.js mình cũng sẽ tạo ra một cái demo 2. Rồi. Bây giờ thì cái Node.js, cái web app chạy trên Node.js của mình cũng đã run xong, build xong. Thì đây là có 2 cái template welcome. Thì bạn thấy đó, khi mình cần build một cái web app lên, mình build một cái server để chạy cái web app mình lên, nó chỉ mất có khoảng 1 phút mà. Rồi, bây giờ tiếp theo mình sẽ chạy một cái source code thôi. Thì bây giờ mình sẽ check out 2 cái source code này về cái máy tính của mình. Cái này hiện tại đang chạy trên đang host trên github.com. Thì hiện tại thì mình share lại màn hình. Sharing. Rồi, mình sẽ chuyển qua 2 cái range ha. 2 cái range mình mới tạo demo 2 nè. Tương tự cái trên Node.js cũng vậy. Mình sẽ chuyển sang cái demo 2. Rồi. Rồi, bây giờ mình quay trở lại cái màn hình config của cái hàng app service của mình. Thì đầu tiên mình sẽ config cho cái hàng .NET trước đây. Thì bây giờ mình sẽ config một cái hàng deployment như thế nào. Thì ở đây mình sẽ xin cái source code của mình.
đang chạy trên GitHub với lại cái hệ thống Microsoft Azure. Cái source mình sẽ chọn là GitHub. Rồi. Mình chọn ở đây là cái account của mình, không phải nếp. Ở đây mình có rất là nhiều cái repository. Mình sẽ chọn cái demo của mình. Đây. GitHub Action Test App Core. Mình sẽ chọn cái range ha. Thì trước đó mình có tạo thử cái demo, bây giờ mình sẽ chọn cái demo 2. Nó sẽ ra sinh ra một cái file config cho cái GitHub Action của mình. Thì đơn giản cái GitHub Action này nó là cái CI/CD, thì tí nữa mình sẽ lúc mình run đó mình sẽ giới thiệu kỹ cụ thể luôn là nó trong đó nó gồm có những cái gì. Nhưng mình sẽ chạy trước cái này ha. Rồi mình sẽ lưu lại. Rồi bây giờ mình qua GitHub mình kiểm tra lại coi cái đây. Lúc nãy mình tạo bên Azure nó sẽ tạo ra cái file GitHub Action cho mình rồi. Thì qua đây nó tự động nó thông báo đó. Mình đã có cái update với cái nhánh demo 2 này. Rồi, mình sẽ vô cái action. Ok. Đây, mình có một cái khi bên cái hàng khi mà bên đây khi mình add một cái GitHub Action vô cái hàng Azure của mình đó, thì nó commit một cái file để config cái GitHub Action đó và nó commit vô cái hệ thống cái GitHub của mình. Cái GitHub này. Thì khi mà cái mỗi mỗi một lần á mà mình có một cái pull request, một cái commit vô cái source code của mình á, thì tự động cái GitHub Action này nó sẽ run. Thì nó run trong nó gồm gì? Nó sẽ gồm hai phần là phần build và phần deploy ha. Build thì nó sẽ gồm có những cái vấn đề như là setup một cái job nè. Mình sẽ mở ra cho các bạn coi nè, setup cái job nè. Nó sẽ gồm những cái việc gì? Nó khởi tạo một cái môi trường, cái operating system nè, khởi tạo cái virtual nè, environment nè, rồi cái provisioner nè. Rồi nó cấp quyền cái GitHub token nè. Rồi nó làm rất là nhiều thứ. Rồi download những cái update mới nhất nè, những cái artifact nè. Sau khi setup job cơ bản xong á, nó sẽ chạy cái check out, nó sẽ check out cái source code mà mình mới vừa commit lên đó. Thì detail trong đây nó sẽ có cụ thể là cái mình làm gì. Sau đó sau khi nó check out cái source code về thì nó sẽ setup cái môi trường .NET Core. Nó sẽ chạy nó install những cái SDK tương ứng, rồi download những cái requirement tùy theo cái source code mình có những gì trong đó. Sau khi nó setup cái môi trường đấy đó để nó .NET Core xong đó, thì nó sẽ build, bắt đầu nó build. Thì nó build cái này nó cũng giống build giống như mình build trên cái máy tính trên cái máy tính local của mình á, tính đẹp của mình á, ví dụ như có những cái lỗi có quan nên thì nó cũng hiện lên. Rồi sau khi build thành công á, nó sẽ public cái app lên. Rồi sau đó nó sẽ upload những cái artifact này sang cho cái file sau là cái file develop ha. Mình đang chạy chạy cái run cái build. Rồi rồi sau khi mình chạy, sau check out xong á, thì nó sẽ chạy một số cái lệnh, ví dụ như là mình config những cái GitHub config của mình muốn làm gì đó, thì mình sẽ chạy cái run này, cái mod run này, và sau đó commit job là nó sẽ xong cái build file. Sau khi build file xong á là mình đã ra được cái cục runtime rồi, lúc này nó mới ship lên cái môi trường production của mình, thì nó cũng chạy lại những vấn đề như là setup lại cái job này thôi ha. Rồi nó sẽ download những cái artifact, tức là những cái sản phẩm mà của cái thằng build job mình đã cái phần cái file build xong rồi đó, nó sẽ download lại.
Rồi tiếp theo là nó deploy cái này sang cái Azure Web App của mình, sang cái hệ thống của thằng Azure đây, sang cái hệ thống host của thằng Azure này, rồi sau đó commit job. Bây giờ mình sẽ mở lại cái website hồi nãy của mình ha, đây là cái fan demo .NET này, để coi nó có thay đổi không. Đó, nó sẽ ra một cái hello world ha. Rồi bây giờ mình sẽ thử là mình sửa cái file này. Bây giờ ở dưới máy local của mình sẽ thử mình sửa một cái gì đó, coi nó thay đổi không nha. Ví dụ như cái trang index đi. Ví dụ hiện tại là Hello World ha, các bạn thấy là Hello World. Thì mình sẽ sửa thêm ví dụ như là I am demo.net còn ví dụ vậy. Mình sẽ lưu lại rồi mình sẽ run, mình run thử dưới local mình có ok không. Rồi đây là cái môi dựng localhost của mình ha. Đây, mình mới thêm cái câu là am demo.net con. Đặt này. Sau khi mình run xong, mình build này nọ xong hết ok hết rồi, chỉ cái môi dựng máy dev của mình. Cái bước tiếp theo là mình sẽ commit cái số code này lên. Rồi. Thì bây giờ ở đây mình dùng cái tool bên ngoài gọi là GitHub Desktop. Cái này nó để quản lý cái phần số code ở máy local mình. Thì mình sẽ commit cái phần này lên. Còn đây, đây cái phần sửa lúc này của mình có là am.net am.demo.net còn update là như là update cái message ha. Mình sẽ commit cái này lên, sau đó mình sẽ boot lên. Thì bạn các bạn để ý nha, sao giờ mình sẽ qua cái YouTube của mình. Bạn thấy là mình commit mới commit lên nè. Hiện nay khi mình commit cái source code của mình lên đó, là nó kích hoạt, nó chạy một cái GitHub Action, nó chạy ngay một cái CI/CD liền cho mình. Rồi, nó lại chạy xong cái build, cái file build này nè. Bây giờ sẽ chạy sang phần deploy. Xíu nữa lúc mà mình xong á, thì qua cái sign mình refresh lại cái sign này, nó sẽ thay đổi, nó thêm cái chữ là am demo đó đấy con. Ok, nó build xong luôn nè. Này. Đó, các bạn thấy đó là ngay sau khi chạy xong á thì mình run lại là nó affect liền cho mình. Thì cái GitHub Action này nó làm gì? Thì hồi nãy thì mỗi lần á khi mình sửa một cái số code gì đó, ví dụ mình sửa như máy local của mình ha, mình sửa như máy local mình thêm một cái gì đó xong, thì sau khi mình xong á, mình sẽ là người developer, mình sẽ commit cái số code của mình lên cái GitHub. Hoạt động như thế nào thì đó là do bên cái thằng Azure
Anh giờ mình config ha. Ở đây nè, hồi nãy mình config nè. Mình config chạy cái GitHub Action trên cái source code loại này. Okay. Source code.net core này trên cái render demo 2. Thì mỗi một lần có một cái commit mà phát sinh trên cái render demo 2 này của cái repository này thì nó sẽ chạy một cái GitHub Action. Thì nó chạy một cái GitHub Action, thì cái GitHub Action nó làm gì trong đó thì nó sẽ đi nó được define theo cái file config của mình. Đây, quay lại. Cái file config của mình nó sẽ nằm trong cái thứ mục là GitHub workload đó. Thì quay lại hồi nãy có một bạn hỏi mình về cái CI/CD á, thì cái người mà làm CI/CD là gì? Là họ sẽ là cái người phụ trách viết ra những cái script như thế này, viết ra những cái script là mỗi một cái test nó sẽ chạy những cái gì, những cái pipeline nó sẽ gồm những cái gì. Thì đó là cái người mà làm việc CI/CD. Còn cái người developer thì họ sẽ cần phải hiểu được là cái pipeline này nó sẽ có những cái test nào. Khi mình commit một cái số code lên đó, thì nó sẽ chạy những cái test nào. Và ví dụ như khi cái chương trình mình chạy, cái hệ thống chạy tới một cái bước nào đó nó bị lỗi, thì mình là cái người developer mình phải biết được là cái lỗi nó nằm ở chỗ nào để mình có thể tìm được cái thông tin để mình điều tra coi cái lỗi của cái commit vừa rồi của mình á, mình vừa commit lên nó bị lỗi ở chỗ nào thì mình mới fix lại được. Thì cái đó là cái vai trò của người developer. Thì tóm lại là developer ít nhất á, là mình phải nắm được, hiểu được cái CI/CD hoạt động như thế nào, hiểu được những cái step của nó chạy như thế nào. Còn cái việc mà viết những cái read này á thì sẽ do một cái người phụ trách về CI/CD họ sẽ làm. Mà thật ra trong thực tế thì cái trường hợp là những công ty lớn thôi, còn nếu như các bạn làm cho những công ty startup, công ty nhỏ thì nhiều khi cái phần này các bạn cũng phải tự làm luôn, nó cũng không có gì quá quá khó khăn. Rồi tiếp theo mình sẽ demo tiếp cái phần chạy cái Node.js thôi, cái Node.js cũng tương tự thôi. Mình sẽ cao cái số. Sẽ dùng config cho nó. Ok. Sẽ quay lại home. Fan demo net node.js. Mình sẽ config một cái CI/CD đó. Sẽ vô để launch center. Mình chọn source code ha. Thì nó có rất là nhiều cái chỗ, cái tool, ví dụ như là mình hay chọn từ GitHub, từ Bitbucket, từ local git hoặc là có ethereal git nào, miễn là cái sản phẩm nó theo cái chuẩn của git là được. Rồi, chọn github, chọn như ở đây cả cao mình là fan dev ha, chọn cái repository là cái node.js, cái range là demo 2 mới tạo, cái module dự ở đây là node.js 14 ha. Rồi review thì đây là cái template nó sinh ra định thôi. Thì trong thực tế hay có thể khi mình chạy mình phải sửa lại cái này tùy theo cái workload của mình ha. Được rồi. Thì ngay sau khi mình lưu lại bên này cái thì qua GitHub đó, nó sẽ qua GitHub cái là nó thông báo là có một cái commit liền. Sẽ vô action. Ngay khi một cái commit được sinh ra thì nó chạy luôn cái GitHub Action này, nó sẽ chạy cái build, nó chạy cái deploy này.
Rồi nó xong cái build file ha, mình sẽ chuyển sang cái phần deploy lên cái môi trường. Trong trong lúc chờ đợi thì mình sẽ vô cái source code của mình thêm vô. Đã nó đang là hello world đúng không? Mình sẽ thêm là demo object. Rồi, mình sẽ lưu lại. Rồi, mình sang cái GitHub repo của mình commit lên. Rồi, test cái hello message. Rồi, mình sẽ boot nó lên luôn, cái nhánh demo 2 của mình. Mình nhận một cái server mình chưa fit này. Mình sẽ lên GitHub mình kiểm tra lại. Đó. Ngay khi mình commit lên phát là nó sẽ sinh nó run lên cái cuộc load này. Trong lúc đợi nó chạy cái cuộc load mới này thì mình sẽ coi cái cuộc load lúc nãy mình chạy nó ra gì. Ok, đây. Giờ mình refresh lại mạng của mình hôm nay thì hơi chậm nên là nó chạy load hơi bị lâu. Mình có thể vô mình coi được detail là nó đang làm gì rồi. Nhìn trong cái file deploy nào. Sau khi self job xong nó download những cái artifact từ cái build job, build file. Rồi, nó deploy lên. Nó làm gì? Đó, các bạn thấy không? Nó ra nè. Em demo nó sẽ thì ví dụ những cái bước dụ chung chung ví dụ như là setup job nè, check out source code nè, rồi những cái bước ví dụ như là upload cái artifact lên cái qua cái deployment job nè, rồi run những cái bot action cho cái check out nè, complete job thì những cái này chung chung thôi, hầu hết cái nào cũng giống nhau hết. Chỉ mỗi một cái gì khác nhau ở chỗ là nó sẽ up cái môi trường. Ví dụ bên đây mình sẽ set up là cái Node.js version, còn bên cái thằng .NET. .NET đó thì mình sẽ up là cái .NET Core Environment. Rồi mình build thì thường là có chỉ có những cái bước này nó khác nhau thôi, còn những cái bước kia nó chung chung hết, nó giống nhau hết. Thì cái đây là mình build mình demo một cái đơn giản thôi, thì trong thực tế thì khi bạn chạy thì nó sẽ chạy rất là nhiều thứ, ví dụ phải chạy thêm cái phần về automation test, về unit test. Rồi build ví dụ như là những cái static file, rồi build JavaScript mình thì nhưng mà đơn giản cho cũng dễ hình dung. Rồi hồi nãy là mình xài một cái demo một cái workflow từ cái thằng có sẵn, cái template có sẵn của thằng Azure. Còn nếu mà mình muốn mình phải tự tạo ra một cái workflow riêng của GitHub Action của mình. GitHub Action hiện tại thì nó hỗ trợ rất là nhiều cho cái những cái task khác nhau. Mình có thể dùng những cái template có sẵn nè. Ví dụ như build bằng Deno nè, build bằng run nè, Node.js nè.
group nè, rất là nhiều cái tag khác nhau, thì mình tùy mình có thể build, mình vô đây mình build, mình chọn modify lại theo yêu cầu của mình. Thì hồi xưa thì nếu mà các bạn làm CICD á, các bạn phải build một cái tool, phải host một cái server hoặc là đăng ký một cái service, ví dụ như là Jenkins, SQL CI chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ bạn sử dụng GitHub nó có sẵn luôn, mình sử dụng GitHub xanh nó có sẵn luôn, và mình không phải tốn cái không không phải tốn cái thời gian mình đi setup rồi connection lẫn nhau nữa, nó rất là tiện. Rồi cái phần này các bạn nào có câu hỏi cho mình không? Anh ơi, Rồi mình nghe bạn nào dạ bài thì hỏi. em thấy cái GitHub đó, nó có một cái gọi là như là cái nó có thể cho mình một cái đường link truy cập á, từ ngoài vào á, thì nó có giống nó có giống hay khác nhau gì so với cái đường link của ISO không? Thật ra thì cái của GitHub á, cái đó là chỉ dùng để mình host những cái web tĩnh thôi, những cái website tĩnh thôi, những cái static website thôi. Thì mình có thể làm được những cái đơn giản, ví dụ như là mình host những cái trang web về landing page chẳng hạn. Còn cái về Azure nó sẽ support mình rất nhiều thứ. Ở đây là mình demo cho các bạn á, là mình demo mình build một cái website đơn giản thôi. Còn thật ra là nó có rất là nhiều thứ trong đó, mình có thể build, mình sử dụng rất là nhiều thứ. Mình có quay lại đó. Thì thay vì mình build một cái web app đơn giản á, thì ở đó mình có thể build rất là nhiều cái giải pháp nè. Ví dụ mình có thể dùng AI nè, Analytics nè, Blockchain nè, Compute nè, Container nè. Đó. Nó có rất là nhiều thứ trong đó. Còn cái mà cái kiến thức mà em nói á, thì cái đó nó chỉ là một cái giống như một cái để mình host những cái landing page nào thôi, những cái website đơn giản này nọ thôi. Chứ mình làm những cái hệ thống như web app nọ thì nó sẽ không đáp ứng cho mình. Dạ em cảm ơn. Rồi sẵn thì mình cũng chia sẻ cái này luôn, thì chắc chắn là chắc các bạn cũng cũng chắc chắc là cũng có nhiều bạn cũng nghe về Azure, thì ngoài ra cũng có nghe về Amazon Web Service thôi, Google Cloud thì nó cũng là cái giải pháp, thì nó cũng tương đương nhau nhưng chỉ khác nhau từ cái nhà cung cấp thôi. Thì mình ở đây mình có tham khảo một cái nguồn tài liệu của cái trang GigaOM nè. Cái trang này là nó chuyên phân tích đánh giá những cái technology cũng khá là uy tín đó. Thì cái trang này nó có so sánh cho mình một cái example về cái chi phí khi mình chạy cái mình sử dụng cái Microsoft Azure này so với lại Amazon Web Service như thế nào. Cái tài liệu này khá là dài nhưng mà mình đại loại như ví dụ như mình build một cái web app đi, mình build một cái web app á, thì nếu mình dùng cái Microsoft Azure này á, thì cái cột màu xanh đậm này nè là nó là cái chi phí dành cho 10.000 cái session mà chạy trên 4 cái VM, 4 cái máy ảo. Còn cái màu xanh lợt này là 10.000 cái session mà chạy trên 2 cái VM. Thì cái chi phí mà của cái trang GigaOM này, họ họ viết cái báo cáo report này á, thì họ tính toán ra được á, là cái thằng khi mình chạy trên Microsoft Azure thì mình chỉ tốn có 0.79 đồng cho 10.000 cái session chạy trên 4 cái VM, và 0.53 đồng cho 10.000 cái session chạy trên 2 cái VM, tương ứng với lại cái service của Amazon Web Service AWS á, thì mình phải tốn tới 1.12 đô và 0.92 đô. Còn nếu mình tự build luôn á, mình tự host build cái hệ thống của mình á, on premise á, thì mình tốn tới 1.75 và 1.73 đô. Thì thật ra thì cái này thì cái từ cái kinh nghiệm thực tế của mình á, thì mình làm cả Amazon Web Service rồi Azure lẫn Google Cloud á, thì mình thấy là
cái chi phí thực tế mà của khi mà chạy chạy trong cái môi trường mà doanh nghiệp á, thì cái Amazon Web Service này rất là còn cái Azure này thì thường là nó sẽ rẻ hơn, nó nằm ở giữa cái hàng Amazon Web Service với lại Google Cloud. Google Cloud thì tương đối là rẻ nhất á, nhưng mà Google Cloud thì nó lại chưa có phát triển mạnh lắm, nó khá là hạn chế những cái service. Mình hiện tại thì cả ba hàng này mình đều đang dùng nó, cho tùy theo cái project khác nhau mình đang dùng cả ba hàng này. Thì mình thấy là cái hàng, nếu các bạn theo con đường là học về Microsoft.net á, thì cái hàng dùng cái Azure này thì nó ổn nhất. Rồi cái phần trình bày của mình chắc là hết rồi, thì bây giờ sẽ qua cái khâu là câu hỏi, thì các bạn đã có câu hỏi để đặt câu cho mình ha, có thể không liên quan tới cái nội dung của cái buổi hôm nay cũng được. Cái phần trình bày của anh Phan Phan trình bày rất là thiết thực luôn á các bạn. Các bạn xem có những câu hỏi nào thì các bạn đặt thêm các câu hỏi cho anh Phan anh. Có gì anh Phan đưa lại cái thông tin cái LinkedIn của em á để các bạn có thể Dạ. là connect vô. Và có cần thêm thông tin gì thì cũng connect vào đó luôn. Các bạn có gì các bạn cứ connect với mình qua cái này ha, các bạn cứ search là fan dev ha, thì các bạn Em cứ có connect với mình thì mình sẽ xem ấy. Các câu hỏi nào có thể là không liên quan đến cái nội dung này cũng được, hoặc là những câu hỏi nào về cái kinh nghiệm anh Phan Anh đã từ sinh viên rồi trở thành dev như thế nào đó, các em cũng có thể đặt những câu hỏi như vậy ha, để chúng ta có được chia sẻ những kinh nghiệm thực tế, để chúng ta có 1-2 năm ở trường đại học chúng ta trang bị những kinh nghiệm đó. Có bạn nào có câu hỏi không các em? Tôi thấy cũng có rất là nhiều bạn sinh viên năm tư vào tham gia đó, các bạn chuẩn bị đi làm rồi đó. Chúng ta có những câu hỏi nào chúng ta đặt những câu hỏi ha. Để đi hỏi cho alo hai không Anh nghe. em thấy profile của anh đó, thì hồi trước thì anh làm công ty Nhật, rồi tại sao thì là anh lại chuyển qua bên Mỹ để làm cho công ty hiện tại anh? Em thắc mắc về việc Cái đó. này thì chắc cũng personal thôi, mình cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Kiểu em Nhưng thấy hình như là là anh do duyên. kiểu hồi hồi xưa là anh ở bên Nhật luôn đúng không anh? Không, mình chỉ đi làm thỉnh thoảng mình qua Nhật thôi, mình hay công tác qua Nhật thôi. Hai thị trường Nhật và Mỹ hay là châu Á và châu Âu nó khác nhau lắm không Phan Anh? Công ty cũ của em làm thì tương đối là cái họ khá là đổi mới á, nhưng mà các công ty khác của Nhật đó thì họ cái văn hóa làm việc của họ cũng khá là khác so với lại ở Mỹ. Ở Mỹ thì các công ty họ sẽ các cá nhân các cách làm việc á, họ sẽ các cá nhân hóa hơn, họ sẽ mỗi người sẽ có những cái cá tính khác nhau nhiều. Còn cái môi trường mà làm việc ở Nhật đó thì đòi hỏi là các bạn phải làm teamwork, chủ yếu là khác nhau về cái con người hay cái mindset khác nhau. Ở Nhật thì họ sẽ rất là quan trọng, họ không quan tâm là bạn giỏi như thế nào, cái quan trọng của họ là họ quan tâm là bạn có làm việc teamwork được với mọi người hay không. Ở Mỹ thì họ lại đánh giá cao cái khả năng cái cá nhân của từng người. Thì cái Đó đó là là chia sẻ cái của kinh anh nghiệm Văn của Anh đó, anh. giúp cho các bạn nào muốn đi cái thị trường nào thì các bạn sẽ chuẩn bị thay kinh nghiệm, tích lũy kinh nghiệm cho thị trường đó. Còn về nền tảng công nghệ thì giống nhau em. Em thấy cũng cũng đúng nhau. Hiện tại thì ở Nhật thì có vẻ cái công nghệ nó sẽ đi sau ở Mỹ một chút xíu, nhưng mà nó cũng tương đối phát triển.
Rồi, có các bạn nào có những câu hỏi nào cần thêm thì các bạn hỏi giùm cô ha. Dạ anh ơi, em có một câu hỏi ạ. Các bạn hỏi. Dạ, khi mà mình làm một cái deploy ra một cái production đó, thì giữa cái việc là cái app mình nó tương đối là không có lớn, thì giữa cái việc là mình thuê mấy cái gói mà hosting Windows hoặc là Linux gì anh, so với cái việc là mình sử dụng Azure, thì cái chi phí nó là cái nào sẽ là tối ưu hơn? Nếu mà thật sự nếu mà cái app bạn nhỏ, bạn nên dùng những cái cloud provider sẽ tốt hơn. Tại vì nó không phải là cái việc về sau này bạn scale lên như thế nào nữa, nhưng mà khi bạn dùng cái cloud provider thì bạn sẽ focus vô được cái sản phẩm, cái tính năng của sản phẩm của bạn thôi. Bạn sẽ không phải mất cái thời gian là khi bạn dùng những cái bạn vậy thì bạn phải lo bạn phải setup như thế nào nè. Rồi mỗi lần nó mỗi lần nó lên những cái version mới, tất cả những cái software đang chạy á, thì nó đều upgrade liên tục. Các bạn sẽ mất cái thời gian focus cho cái việc là mỗi tuần các bạn một tuần một tháng gì đó bạn phải cứ phải mất thời gian vô bạn focus cho cái việc upgrade những cái tính năng đó, rồi chạy những bản vá lỗi, rồi sửa lỗi theo, rồi tương thích này nọ. Trong khi nếu mà các bạn có thể focus tập trung toàn bộ cái khả năng của mình vô, nhất là các bạn là học các bạn đa phần các bạn học sau này sẽ ra làm developer, thì các bạn sẽ mạnh về mảng developer hơn là so với các mảng về system admin hay là về DevOps chẳng hạn. Thì khi đó các bạn sẽ tập trung vô cái thời gian để bạn làm cho cái sản phẩm nó tốt hơn hơn là cái thời gian bạn cái chi phí mà bạn bỏ ra để tập trung cho những cái vấn đề về duy trì những hệ thống của mình. Thì theo mình thấy á, thì các nên bạn nên dùng cái những cái service luôn từ đầu. Ngoài ra thì những cái khi bạn dùng những cái service, những cái cloud provider thì thường họ có những cái gói phi minimum á. Thì thậm chí là khi bạn chạy mà với một số lượng cái tập khách hàng nhỏ thì gần như các bạn không tốn tiền luôn. Nhưng mà những cái gói free plan vậy đó anh, hình như là nó sẽ có limit, là như là database sẽ là bao nhiêu dung lượng thôi đúng không? Em thấy hình như nó tương đối là ít đó. À, đúng chính xác, thường là những cái gói nó họ chỉ cho mình ở cái mức là để mình thử nghiệm thôi. Nhưng mà thật ra nếu mà cái app của bạn mà chạy chạy thử nghiệm đó, thì nó cũng vẫn đáp ứng được một cái tập ví dụ như là khả năng là 10.000, cỡ 10.000 khách hàng trở xuống thì hầu hết những cái gói mà free như vậy đó, nó đều xài được. Còn khi mà cái câu chuyện mà khi mà các bạn đã có trên 10.000 khách hàng sử dụng cái sản phẩm của bạn thì bạn trả một khoản phí nhỏ nhỏ vô thì nó cũng không không phải vấn đề rồi. Dạ, em cảm ơn anh. Còn khi mà các bạn mà build tính là chi phí á, thì phải khi nào mà cái sản phẩm của bạn lớn lên á thì bạn tự tự build á, thì nó mới có sự khác biệt về mặt chi phí thôi. Tại vì những cái đặc điểm của những cái cloud provider là khi các bạn xài càng nhiều á, thì cái chi phí nó bắt đầu nó mới khác biệt nhiều so với lại các bạn tự host. Rồi, cậu bạn nào có câu hỏi nào khác không? Dạ, anh ơi cho em hỏi là giữa mình đi học và mình đi làm anh thì nó có sự khác biệt rất là lớn á, thì không biết là những khó khăn ban đầu mà khi mà mình mới bắt đầu vào công ty làm á, thì anh có thể chia sẻ những cái khó khăn đó mà với lại mình cần trang bị những cái gì á để khi mình đi phỏng vấn mình có thể làm tốt được cái cuộc phỏng vấn đó anh. Thì theo cái kinh nghiệm của mình á, thật ra hồi xưa lúc mà mình còn sinh viên mình đi làm code sớm lắm. Từ năm 2 là mình đã đi làm code part time trong công ty rồi. Thì hồi đó cái kinh nghiệm của mình á là khi các bạn học á thì các bạn nên hiện tại thì trên thị trường nó có rất là nhiều cái programming language, thì khi bạn học á các bạn nên focus tập trung cho một cái thôi. Khi các bạn nắm vững được một cái ngôn ngữ rồi đó thì sau này lúc mà bạn học qua những ngôn ngữ khác rất là nhanh. Tránh cái trường hợp là mới đầu vô mình chưa có đành một cái ngôn ngữ nào hết mà cứ học lung tinh lung tang, cái gì mình biết chút chút á thì rất là khó để mà bạn pass qua được những cái kỳ thi, những cái đầu vào của những cái công ty. Tại thường thì khi các bạn là sinh viên mới ra trường á thì họ họ chưa có một cái gì đó để họ đánh giá các bạn hết, thì thường họ phải cho các bạn làm những bài test. Ví dụ sau này khi bạn làm có 2 3 năm kinh nghiệm rồi thì họ sẽ dựa vào cái công việc trước đó bạn làm. Khi là sinh viên thì thường là khi bạn ra trường á là bạn xin vào các công ty lớn thì thường họ sẽ cho bạn làm những bài test,
thì những bài test đó thì bạn nên cứng một ngôn ngữ lập trình thì bạn sẽ làm tốt hơn. Cái thứ hai là mình cố gắng mình involve vô trong quá trình học á, mình involve vô càng nhiều cái project càng tốt. Mình làm càng nhiều project thì khi đó mình sẽ có nhiều cái kinh nghiệm hơn. Thì thường là hồi xưa mình ở công ty cũ ở Việt, lúc mà ở Việt Nam á, mình cũng làm cái khâu là phỏng vấn các bạn sinh viên, phỏng vấn luôn các bạn dev khác luôn á. Thì mình thường các câu hỏi của mình sẽ focus vô cái vấn đề là cái khả năng tự học của các bạn. Focus vô là đối với những bạn sinh viên mới trường, mình sẽ focus vô là cái khả năng các bạn có thể khả năng học hỏi hay không. Và khi các bạn đi làm thì tất nhiên là bạn mới ra trường, bạn chưa có kinh nghiệm nhiều thì bắt buộc là bạn phải học rồi. Mà không có công ty nào mà có nhiều cái thời gian muốn thuê một cái người mà phải mất 6 tháng để đào tạo các bạn. Trong khi nếu mà có một cái người khác mà họ chỉ mất 3 tháng để đào tạo thì chắc chắn họ sẽ chọn cái người có 3 tháng đào tạo thôi. Cho nên là bạn cố gắng sâu được cái khả năng tự học của mình thì lúc đó bạn sẽ chắc chắn sẽ dễ dàng kiếm được job. Thì để thể hiện được khả năng tự học của mình là gì? Là mình tham gia nhiều project. Mỗi project đó mình sẽ học những cái thứ khác nhau. Có thể nó không phải liên CICD, những cái cơ bản vậy thôi, nó cũng thể hiện được là bạn là có người có khả năng tự học được. Thì đó là cái kinh nghiệm của mình. Rồi, có dạ, em cảm ơn anh. Còn bạn nào có câu hỏi nào không các em? Đây là giờ là bên Phan Anh mấy giờ Phan Anh? Dạ hơn 11 giờ tối. À. Các bạn có câu hỏi nào thì tranh thủ đặt các câu hỏi ha. Chúng ta sẽ chuẩn bị kết thúc cái buổi trình bày ở đây đó. Nên có những câu hỏi nào các em tranh thủ giùm cô. Sẽ có thêm một vài buổi nữa, có thể là mời Phan Anh chia sẻ chuyên sâu vào một cái mảng, một cái hướng nào thôi cho những môn sau. Vì lúc đó có thể là chị sẽ liên hệ Phan Anh sau. Dạ. Rồi, còn câu hỏi nào không các em? Rồi, nếu mà các bạn không có đặt câu hỏi nào, có bạn nào hỏi không? Dạ, em có một câu hỏi. Dạ. Ừ. Dạ, anh hiện tại thì em đang quan tâm tới cái mảng công nghệ là đó, cái cho anh thì anh thấy với cái technical này thì cái định hướng trong tương lai có thể là sang những cái môi trường nước ngoài làm việc anh, thì nó có khả quan hay không? Nếu bạn theo đó cái coi, mình thấy nó rất là hợp lý á, tại vì hiện tại hồi xưa thì mình lúc mà xuất phát điểm mình làm những cái tích tắc khác, nhưng mà gần đây á mình thấy cái .NET nó phát triển khá là tốt, nó open source hơn trước. Ngày xưa là cái .NET của mình chỉ chạy được trên Windows thôi, bây giờ mình hay chạy trên Linux, mình có thể integration được nhiều thứ. Rồi cái performance của cái lúc mình sử dụng cái .NET để build những cái sản phẩm nó cũng nhanh hơn so với ngày xưa rất là nhiều. Thì hiện tại thì ở công ty, ngay cả ở công ty mình hiện tại thì cũng đang có một cái hướng là mình cũng đang migrate một số cái sản phẩm của bên mình sang cái hệ thống .NET luôn. Thì mình thấy là hiện tại thì cái .NET này, nếu các bạn mà đi theo nó thì thấy là trong tương lai gần, cái khả năng mà job, về số lượng job, về cái cơ hội nghề nghiệp của mình á, không phải chỉ ở Việt Nam mà ở cả Mỹ hay là ở Nhật Bản các bạn, thì cái cơ hội của bạn rất là nhiều. Dạ. Và cái cách tiếp cận để mình có thể là tìm những cái môi trường đó thì mình sẽ xem qua những cái kênh nào anh? Mình chưa hiểu cái câu hỏi của bạn, bạn hỏi là giống như là em muốn tìm những cái job hoặc là những cái offer liên quan tới môi trường nước ngoài đó, thì em có thể là tìm thông qua những cái kênh nào anh? Cái này thì nó cũng hơi khó, nó cũng hơi chuyên biệt á. Thì nếu mà các bạn là
mình khuyên á, thì khi mà các bạn là sinh viên á, thì các bạn nên mỗi bạn nên nên đăng ký cho mình một cái LinkedIn này nè. Mình tạo một cái profile, trong đây á mình sẽ connect được với nhiều cái nguồn. Thì đa phần những cái người mà làm hoặc active trên cái LinkedIn này á, thì đa phần họ đều là những cái người ví dụ như là recruiter, những cái người tuyển dụng này nọ, chứ cũng không có ai rảnh mà đi những cái người mà mình nó cũng là một cái mạng xã hội thôi, nhưng mà nó không, nó focus về vấn đề nghề nghiệp thôi, nó không có phải như là Facebook hay là Twitter chẳng hạn. Thì nếu mà các bạn có một cái profile mà có nhiều connection trên cái LinkedIn này nữa, thì các bạn có cơ hội, có khả năng mình có thể kiếm được những cái job sẽ dễ hơn. Thì cái này mình thấy là nó sẽ dễ cho các bạn nhất á. Còn chắc chắn là nó sẽ có những cái, ví dụ như những cái group chuyên biệt, cái đó là tùy. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Rồi rồi. Rồi, các bạn nào đặt câu rồi, hỏi nào nữa có câu không hỏi các nào em? không? Cứ hỏi em. Thôi, rồi cũng chắc cũng trễ rồi, tức là mình sẽ kết thúc ở đây. Các em mà có thêm những câu hỏi mà liên quan đến vấn đề hôm nay đó, hoặc là những cái vấn đề mà khác mà các bạn cảm thấy anh Phan Anh có gần gũi với cái nội dung của các bạn, thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với anh Phan Anh để nhờ anh Phan Anh trả lời giùm ha. Thì cũng thay mặt cho cả lớp rất là cảm ơn Phan Anh đã hôm nay đến và chia sẻ cái vấn đề rất là thiết thực với lớp. Cảm ơn Phan Anh rất là nhiều. Rồi, vậy là có thể là mình chuẩn bị mình kết thúc cái buổi trình bày hôm nay ở đây ha. Các em sinh viên cũng có chat cảm ơn Phan Anh trong group đó ha, tại vì cái vấn đề mà Phan Anh trình bày rất là cần thiết luôn. Thì có những cái nào mà các em chưa nắm thì các em có thể tìm hiểu thêm nữa được.